Tôi đây đi ông. Nước ngọt không? Có nước ngọt không? Coca ừ. Không có đớn đau nào buồn hơn ngày mình bật hết điện này đây cho sáng à? Ở bật hết điện này cho sáng đấy thôi. Thế là cái đèn này, cái đèn chùm này trông nó ra gì leo thua à. Đấy đèn nó vàng vàng đấy, đúng rồi. Màu sáng lên đi em. Có mày bật cái màu sáng hơn đấy, màu trắng đại live stream nó vàng à, giờ bạn nghiện live stream mà bây giờ game không có thì... mẹ hôm qua đứng top 200M mà cũng đi tầng 4 không biết đường bán đi. Mày ngu lắm đi mẹ à, thằng nhà quê. Đồ hôm ấy chơi phê thế cơ mà. Mày cứ bảo có phê gì đâu. Xong bây giờ không có cái xe đi. Đi mẹ anh như cứt thật. Chào chị Nguyễn, ok nhá. Lúc mà mới họp với quân khu về thì bên Bộ Tư lệnh là có yêu cầu là các đồng chí là phải cố gắng trong cái đợt thi đua tháng tới làm sao mà để nhiệm vụ công quý đạt đủ chỉ tiêu quả môi đồ gấu quyến rũ VKL để được cái giao diện như thế này thì nó cũng mất tương đối đấy. Bởi vì là cái giao diện môi này không phải ai cũng có. Đồng hồ hot not cháy rồi anh. Giá nhanh tàu nhanh nít rưỡi đi rồi. Trong khoảng tháng rưỡi mà không chuộc thì nó là tạm biệt Pleiku. Thầy Toan à, xin nghề đi tử nghiệp thôi thì sung sướng cái gì. Xem là nhà mày nắm mũi này, phun mũi công nghiệp ấy nhỉ. Thường thì những tất cả những cái quá trình mà giao ban ấy thì là càng thua thì chúng ta càng phải cố gắng để mà tiếp tục là cứ phải live stream để thiết kế kiếm tí Korea cho các đồng chí nhỉ. À. Lô không chín bốn bảy bốn chín số điện thoại của đại lý thần tốc nhé, 094749. Lo hệ thống thần tốc xin nghe, mình cần hỗ trợ vấn đề gì ạ? À? Em à? Dạ vâng ạ. Em ơi, anh thay mặt cho hội đồng những anh người anh em đang mút tay em hiểu không? À, là sao anh nhỏ? Ờ, tức là anh tên là Tiến, biệt danh nó gọi là Tiến Bịp, em hiểu nào? Sau một thời gian dài gọi na niếm trên mạng xã hội ấy, thì bây giờ là anh cũng có tí chút gọi là hư danh nên là anh thay mặt cho cái hội đồng những người anh em đang mút tay thì là xin em ít Korea thì là em vui lòng vào cái live và stream của anh. Sau đó là em ném ít Korea lên đấy rồi nhá. Những cô 20 năm 5 50 chẳng hạn. Anh ơi nhắn tin lên Zalo giúp em nhá. Cái vấn đề cô thì em sẽ hỗ trợ ở Zalo, em không hỗ trợ trên hotline nhá. Tức là em phải hiểu cái này này. Là anh chỉ có một cái điện thoại cảm ứng và anh đang live stream thì sau đó là anh phải dùng cái đèn trắng để điện cho em hiểu không? Nhưng mà anh ơi,
ơi, bây giờ cái vấn đề đấy ấy, thì anh phải nhất thiết nhắn tin lên Zalo giúp em, còn em không hỗ trợ được qua hotline đâu. Còn nếu như mà không có vấn đề gì khác không, anh không cần hỗ trợ thêm gì ấy. Không, tức là bây giờ nhà anh, đây anh nhờ một phút này thôi. Anh nhờ 30 giây có được không? Vâng, anh nói đi ạ. Tức là anh đang livestream có 1,7 nghìn người đang xem livestream. Tất cả đa phần là 1.600 thằng là nghiện. Còn đi một còn 500 thằng còn lại, 100 thằng còn lại là vừa đi cai về. Em hiểu vấn đề chưa? Đấy thì bây giờ là tất cả đây là những người thằng đang xem anh lên 1.800 rồi. Thì đa phần là đều là mút tay, cũng không còn gì để mà đi gọi là sống mái với đời nữa rồi. Thì mong rằng là em gọi là thôi thì tạo điều kiện thì chứ. Đức em mặt em gọi là trông như kiểu đức mẹ media như vậy thì thôi em tôi cố gắng này chứ. Em gọi là em bố trí em cho anh em tầm khoảng 50 cái cốt. Mình vẫn phải nhắn tin lên Zalo với em không nhận. Thế là Zalo số này rồi em. Zalo số này rồi. Thế bây giờ chỉ đơn giản đấy, em cầm một cái Facebook, em cầm một cái Facebook của bên em vào cái livestream của anh, xong bắt đầu này em bình luận một phát là xả Korea, à em bình luận phát ít Korea, xong rồi anh ghim lên đấy là trôi, em hiểu chưa? Vâng, anh cứ nhắn tin qua Zalo nhé. Em có vấn đề nên trái mà. Mày có vấn đề với từ Zalo của em anh? Gậy. Như có cái này hiểu có bị địt mẹ có bị cuốn Zalo hay bị sảng Zalo đó nhỉ? Cái đấy tao. Đấy. Cái đéo gì cũng địt mà Zalo. Chắc định bịp luôn tổng đài. Nói chung là thật với anh em này, tôi thì cũng sinh ra và lớn lên ở trong cái môi trường như anh em bây giờ đang nặng ngụp này. Cũng cảnh đêm hôm rồi cũng địt mẹ mà cơm đường cháo chợ. Thế nhưng cũng may vì làm sao gọi là chắc là ngày xưa chắc gia đình nhà mình cũng có người chết trẻ hay sao. Thế là có được cái tí may mắn. Thế là giờ quen biết chỗ anh em trên Yên Bái. Nên là chuyển sang kinh doanh ít đá gọi là đá cảnh, đá tiểu cảnh, đá phong thủy. Bán phong thủy và đá quý và bán quý. Đúng không? Ở trụ sở chính nó nằm ở Hải Phòng City. Thế nên là tôi cũng chỉ vui vầy với công được tầm khoảng gọi là tầm một đôi tháng nữa thôi. Chứ còn sắp tới là tôi đã chuyển sang doanh nhân rồi. Anh Tín để em ngủ cái. Này. Bây giờ hay bây giờ thì mẹ bây giờ nhà nhá. Ở đây bây giờ nhà này, ở đây bao nhiêu thằng cần Korea. Những thằng nào cần Korea cái ấn phím 1. Hộ tao cái. Bình luận phím 1. Nhà mày nuôi mũi ra không đi mẹ. Chưa phun à? Đá quý à? Mình cho mọi người tàu về nhá. Đâu? À, đá cảnh phong thủy Trung Quang này. Rồi, tí nữa. Chưa, tôi yêu hết chưa? Chưa. Thế mày nhắn tin đi xong rồi mày vào cái phần thôi không lừa nó được. Bây giờ này nhá, bây giờ ba thằng cần Korea chúng mày ấn phím 1 của tao cái. Mỗi một thằng ấn nháy cho tao một cái số 09479. Nháy địt mẹ nháy bao giờ đại lý nó. Ôi thôi anh ơi. Anh tha cho em, anh bỏ anh em nó dừng tay cái để em còn đưa Korea cho anh em nó chơi. Thì thôi. Nháy. Ít mẹ nó dám động một cộng đồng 2001 người anh em này là bố náo rồi. Đấy, cứ đòi hỏi Zalo về không chơi Zalo. Đấy. Nháy liên tục và không dục. À, không hiểu. Để lúc đấy nó bảo là phenol, acon, ethnic, benzen, acid anhydride xét tính linh hoạt của hero sắp xếp theo thứ tự nào giúp em với cả. Đầu tiên nó phải là acid, em hiểu chưa? Đấy. Sau đó là đến anhydride rồi cuối cùng là đến phenol và phenol thì rồi là đến gọi là vòng benzen. Đấy, vòng benzen là C66. Phenol là C6H phenol C6H5OH. Ừ. Cái axit trước là axit gì? Tính linh hoạt của hero tức là độ mạnh của axit ấy. Tức là hero nó càng linh hoạt thì cũng là độ mạnh của axit nó càng tốt bởi vì làm sao? Bởi vì chạm cái là nổ luôn, tiếp xúc cái là nó trao hero luôn, phân tử hero tự tách khỏi hợp chất nhá. Đấy là độ linh hoạt của hero. Thì đầu tiên nó là axit, xong rồi đến rượu.
Ừ, đúng rồi, axit tính rượu. Để tách phenol ra khỏi anilin, benzen người ta cần dùng lần lượt các hóa chất nào? Thế cái này nó phải có bốn đáp án, phải hiểu không? A, thằng mặt lồn cái điện đéo mình nắm nhỉ? Mẹ đang live stream cái thằng nó lại cứ nháy nháy cái thằng bố ấy. Hóa vô cơ thì là người ta sử dụng gọi là tính oxy hóa, còn trong hóa hữu cơ thì cái độ mạnh hữu của axit thì người ta gọi là sử dụng là cái thuật ngữ được gọi là tính linh hoạt của hydro trong hợp chất COOH, CHO và OH. Phenol là nó axit nó mạnh sau thằng axit thôi. Định luật 3 Newton thì hết dích thì là mút tay, hết choáng thì là hết quay thì là live stream đấy. Định luật 3 Newton hai nghìn hai anh em mỗi người tặng cho tôi một phát nháy thôi đến 09479 do để tôi điện lại. Cho mình lập sẵn cái nick choáng này. Thuê bao quý khách được gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The phone. Cái con mẹ. Đấy nó mới chỉ sử dụng đến tầm khoảng gọi là 10% không được thôi. Nên giờ dám đi mẹ à, mình lại cứ Zalo đi à? Thế bây giờ thì mày cũng dùng Zalo đi. Đi mẹ à, vì sao phải sao phải dùng WhatsApp đúng không? Đã như thế thì mày cũng dùng Zalo đi. 09479. Giờ chắc là phải dùng Zalo rồi. Cho hỗn hợp gồm ba kim loại ở dạng bột Fe, Al và Cu. Làm thế nào để tách từng kim loại ra được hả chú Tiến? Tức là dạng bột nó gồm có Fe tức là sắt này, điều kiện thường thì sắt thường thì nó chỉ hai đúng không? Al tức là nhôm này và Cu tức là đồng đúng không? Cái cách để mà tách ba cái kim loại này ra khỏi cái dạng bột chung đấy bằng cách nào thì nó có nhiều cái cách để mà tách khác nhau. Thế nhưng cách tách mà chuẩn đến từng cm một luôn đấy thì gọi ngay bà đồng nát. Phút mốt đi mẹ à mày. Cái gì còn sót lại thì nó là sắt. Cái gì nhanh nhất không nhìn thấy đâu nữa thì nó là đồng nhá. Còn đang tranh chấp nhau nhôm. Cơ bản vậy thôi, kiến thức cơ bản. Ứng dụng thực tế luôn. Còn theo kiến thức khoa học thì nó phụ thuộc vào cái độ mạnh yếu về độ mạnh về tính khử nhá. Khi nào cần may áo giáp sắt nên sang phố Hàng Đồng hỏi cụ sắt ba. Đấy, khi nào cần may áo, áo thì nó là An, giáp sắt Fe đúng không? An, Fe và Cu thì sử dụng cái chất oxy hóa để có thể là chỉ có thể là oxy hóa được thằng Al trước đúng không? Sau đó thì là thì thằng Al sẽ tách ra riêng. Khi mà mày đưa thằng Al về thằng nhôm về một hợp chất khác thì mình lại 0905 0905 465 831. Cái bài toán đấy nếu mà thi tự luận thì nó là phải có hai phần. Một phần là giải quyết vấn đề oxy hóa tính khử, phần thứ hai là chào mừng quý khách đã gọi điện đến dịch vụ cầm đồ Thành Long. Chúng tôi tự hào là đơn vị uy tín chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp và cá nhân như cầm cố mượn. Alo. Alo, xin lỗi, ai điện ở số máy mình nhỉ? Chính mình à? Dạ vâng, anh điện cho em ba cuộc thì em vẫn hơi bận rồi, thì bây giờ là em có thể là tiếp anh bằng cái số điện thoại này được không ạ? Dạ. Được ạ. Dạ.
Như nào anh? Để em xin. Anh điện cho em việc gì? Hả? Có việc tư vấn. Dạ. Tư vấn. Tư vấn à? Đúng rồi anh. Thế ý này là bây giờ việc gì chứ nữa thì rất là đêm rồi đúng không? Thứ hai là mình phải tôn trọng cái tập thể nhá. Xí cái đi mệnh à, tao ấn mới bận rồi mày không hiểu à? F hoa E hóa trị mấy anh nhỉ? Nếu mà về hóa học thì F E nó có 3 hóa trị khác nhau. Hóa trị 2, hóa trị 3, sắt 2 thì nó là màu sắt 2 là FeOH2 lần đấy, cái tủa màu xanh xanh dương. Sắt 3 thì nó là màu đỏ lâu. Còn trong một hợp chất oxit của nó là Fe3O4 thì nó là hóa trị của nó là 4/3. Tổng kết là nó có 3 hóa trị tùy thuộc vào hợp chất của nó đi kèm. Sao thì hình mọi kia rồi. Địt mẹ xin Korea này. Cái con em vào trong cái website của anh. Alo. Alo. Bạn gái vừa rồi đâu vậy? Anh nhỉ? Alo ạ. Em ơi. Vâng. Ui cái bọn ông ve nhà anh này nó bây giờ nó ý là nó vã quá mà bây giờ chú xem nào, chú vào cái livestream của anh ấy đang có 3.000 người ấy, chú ném cho anh em nó xin ít gọi là cô đe choáng đi. Em hiểu không? Quăng cả bon đi. Thì anh tốt thì đi Zalo chứ hôm nay ở em thì có cô đâu anh. Thì anh thì đâu là có một cái điện thoại thì là anh live vào stream rồi đúng không? Thì còn một con đen trắng này. Điện thoại này em không gửi được tin nhắn nên em không gửi code được qua đây. Đâu, anh đang bảo là em vào cái livestream của anh, xong bắt đầu là em bình luận để anh ghim lên. À rồi ok em. Ok, anh xin lỗi. Ok. Rồi ra sáng nay. Bạn đưa vào trong kia đi, đưa vào trong kia website ấy. Ui cái con mẹ à của cái thằng Vĩnh Bảo này, nói đùa. Sao đi mẹ à mày đợt vừa rồi, tao tưởng là nó chóng mày đi rồi chứ hử Văn. Đợt vừa rồi cái đợt mà thời kỳ giá chó nó cao như thế là anh tưởng là chú nó quẳng rồi chứ hử. Đi mẹ à mày khôn không lớn được chứ. Tao thương con vợ mà thôi, một kiếp gái hồng nhan này bạc phận nó xinh như thế đấy phải thằng chồng như mày. Buồn lắm đi mẹ à hiền rồi. Tóc đai dạo này con cầm đồ không cái không? Hải Phòng thôi, về Hải Phòng thôi. Làm quán ở đâu? Hả? Làm quán ở đâu? Làm quán xá đâu, đâu nằm đâu. Nhưng mà tao nói thật này, nếu như mà người ta là đầu gấu thật ấy thì mình cứ là đầu gấu đi chứ sao mà lại cứ phải mở cái quán cầm đồ lên thì nó mới chứng minh được với đời là bố mày là đầu gấu à? Đi mẹ à, đúng không? Đôi khi tao đấy chúng mày kiểu mở quán lên nó chỉ là tạo một profile nhỉ? À hai cái nô ở Bixi đấy còn không thì để lại bạn một nô đợt nó đang cần đấy. Hả? Mấy cái lô ở Bixi ấy còn không? Nô đất đi. Nào. Tao tưởng ở ngoài đấy mày có một nô. Có hai nô. Không cá. Ừ. Mày ăn kia nô một đất cả. Sao mày đầu gấu quản lý khu vực địa, à, bến xe nước ngầm mới gọi là bến xe móng cái phụ trách mảng trông xe ai đánh giày à? Tôi đi buổi nói chuyện làm Vĩnh Bảo này đi mà. Đang ở đâu? Ở phòng à? Gã đi ba đi. Cái kiến thức hóa hay là kiến thức lý thì các ông phải hiểu là ngày xưa là bọn tôi là học tự luận thì là nó phải học, nó phải hiểu bản chất chứ còn bây giờ học kia nó khác. Sơ đồ á? Xây dựng công trình đâu đấy, đúng rồi. Thế đấy là nếu như ông không có bản thiết kế nhá, là bọn đấy nó không cho phép xây dựng đâu.
bởi vì ông đã dựng mái mà nó là công trình kiên cố của ông Hàn sắt thép mà, ông hiểu chưa? Thế thì tôi bảo là nhà sao để cho bên kia bên A người ta làm đầy đủ xong bắt đầu mình làm. Alo. Đến nó bắt dỡ ngay thì mẹ nó đưa lên ngành vào nó phang ngay, như mày làm tưởng cái câu chuyện như là trò đùa chúng mày này. Mình phải bắt nó làm à, nhưng mà nó làm xưởng thì nó không gì được. Thôi mày lôi máy cho tao nói chuyện với bên anh dựng cái nán nhà trọ cho mấy chị em nó ở mà chứ thì có đâu hơn 300 em nhân viên. Đợt này kiểu sau Covid này nhiều công ty xí nghiệp nó giải tán nên là các chị em cũng chuyển ngành nghề hết. Đang từ gọi là cô nhân công chuyển sang là mày lại là cô giáo viên, lại là chuyển sang là bấm bài hộ, xong bắt đầu lại là bên vật lý trị liệu làm gọi là tay vịn cho các cái thanh thiếu niên người ta sử dụng trong cái mục đích gọi là điều vật lý trị liệu ấy. Mà phải nói rằng là cái người cái thanh niên Việt Nam này là cái công tác phòng ngừa cho cái bệnh loãng xương ấy, nó rất là tốt. Có thể là điều trị trong cái lĩnh vực là vật lý trị liệu thông ngày thông đêm luôn. Đi con mẹ có thể là cũng sẵn sàng. Bây giờ là anh đang có cái nô này, nô là 300 cái nan can. 300 cái nan can về phát này thì phải nập nán để cho nan can nó ở dạ. Đủ mã mày tiến lên đâu. Úi giời, sau Covid xong những công ty sĩ nghiệp ở trong Sài Gòn rồi là bọn nói chung là cái Covid này xong ấy thì là cái kim ngạch kinh tế cũng như là một cái hệ thống chuỗi cung. Chào thầy Huấn à. Ok, chào Trần Anh Dũng nhé. Mình tên là Long, không phải tên là Huấn nhé. Chào mừng quý khách đã gọi điện đến dịch vụ cầm đồ Thành Long. Chúng tôi tự hào là đơn vị uy tín, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp và cá nhân như cầm cố, mua bán sổ đỏ, nhà đất, ô tô, xe máy, điện thoại, laptop, vàng bạc đá quý. Maria. Muốn làm thì đến quán, nhưng cái loại không làm ở đời quán thì ăn đầu quậy, ăn cơm thì nó dễ. Được chưa? Ý là mày gọi tao từ đấy cuộc là chỉ để cho tao nghe này gì? Xong chưa? Cái đỉ bố cái thằng này nhá. Ý là nó trích lời của bố Huấn, nó là không làm, có làm thì mới có ăn. Đã làm thì ăn thế nồn là được. Con người ta làm sao có thể là một lúc làm hai việc được, đúng vừa làm vừa ăn đó. Thế là chỉ có đi mày, mày làm cái gì? Có làm thì mới có ăn. Có người ta nó phải trải qua cái thế những cái cụ 90 đấy thì cụ làm cái gì mà sao cụ vẫn cứ ăn được cái vậy? Người ta làm việc nó chỉ tính vào cái thời gian trong cái độ tuổi của con người đấy. Và mày sao đấy? Vâng. Anh đang ở bên vẫn đang ấy hả anh? Alo. Em đây. Dạ vâng. Em về rồi, em vừa về một lúc rồi, nhưng nhà đang có khách thì mình lên chờ anh sang. Anh không đi giải đầm à, đại ca? Dạ vâng. Đang ở bên nhà ấy. Vâng. P2O5 cộng KOH ra gì anh Tiến? Nếu như không nhầm ấy thì là P2O5 cộng KOH thì nó ở trong môi trường nước thì đầu tiên là gì? Là P2O5 nó sẽ tác dụng với cái nhóm OH KOH nước để tạo ra acid H3PO4. Và sau đó acid H3PO4 sẽ tác dụng với bazơ là KOH để tạo ra là K3PO4. Đấy, kiểu dạng vậy. Chứ còn đi vào chi tiết và cân bằng hóa học thì ta cũng không thể là mõm được. Nhưng bản chất thì nó phải là cái oxit đấy nó tác dụng với nước để tạo acid, sau đó là acid em tác dụng bao giờ được.
Hay tôi với ông từ quê ra có mệt mỏi không? Thế ông đi đi. Thì tí nữa tôi bác sĩ về hay là ông sang đâu? Tôi nay chim chắc phải tầm 3 tiếng nữa thôi. Nó cuốn lắm không nhỉ? Bởi vì nếu không thì ông cứ đưa tôi cái thẻ 100 cũng được đi. Có cả sơ di thì... Ừ. Nói đi. Ừ cái đi. Nói đi. Sao cái thành phần nó rất là vô ý thức nhỉ? Nó cứ đi nháy cái số mình đang livestream mà mà muốn gờ nhỉ? Alo. Anh Tiến à? Có được gì em? À, anh hôm nay em mới thi bằng lái xe trượt, em buồn lắm anh ạ. Anh nói cho em nghe này nhé. Ở đây anh đang chắc là em biết anh là qua cái Nai Vừa Chim đúng không? Không ạ, vâng. Mà em ờ rồi, ok này, em ơi. Và lúc em đang xem ấy thì nó là gì? Nó là 3.000 người theo dõi. Và chỉ vì cái thói ích kỷ, cái thói chỉ biết bản thân của em mà em làm xuống bây giờ sập một livestream. Thế vậy thì liệu rằng theo em là em có xứng đáng là một con người hay là không? Anh Tiến ơi. Em nên đi thẳng vào vấn đề là anh đấy, bây giờ nó tụt hết người xem, bởi vì nó 3G mà điện mà nát mẹ rồi. Mà sao mày ích kỷ đấy nhỉ? Mày hỏi cái gì đi, mày hỏi đi. Anh hôm nay em mới bị bắt Tiến ạ. Cái gì? Anh mới bị lựa em. Ít mẹ mày cái tính đấy, xong bây giờ được 50 giây là tự tắt máy. Cái đi cái con mẹ nắm cái thằng sao nó lại rẻ rách thế nhỉ? Sao nó lại ngu si, nó ích kỷ, thói ích kỷ cá nhân, chủ nghĩa đi mẹ về tư duy đã là rớt, xong lại chủ nghĩa của cá nhân nó còn nâng cao. Nát phát là nát live stream ngay. Rõ ràng anh em chia sẻ lại một lần nữa đấy, anh em chia sẻ lại một nữa. Alo. Cái đi mẹ cái thằng này nó điện 16 cuộc gọi nhỡ, bây giờ nó chỉ để. Chào mừng quý khách đã gọi điện đến dịch vụ cầm đồ Thành Long. Alo. 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 Cái địt mẹ mày, thằng một lôn này. 03093 này. 0934 984 881 0934 984 881. Ít có mẹ em hỏi cái gì thì bình con mẹ mày luận lên đọc tôi là xong. Thế mày có phải điều điện trực tiếp nói chuyện cái như là tao là đi bố mày người hầu con ở gì. Không biết tôn trọng bao nhiêu con người như này, nó lại đi đòi hỏi một cái một mình của cá nhân chúng nó. Đấy là gì? Đấy là thể hiện cái sự đi mẹ mày ngu si, đấy thể hiện cái sự cái quan điểm gọi là lông con rèn, nông dân một cách nó đi mẹ mày cùng cực. Đúng là đi thằng bố mày. Loại này thì nó chỉ có loại này, nếu mà gặp nhau thì chỉ có tác dụng vật lý với nhau thôi. Chứ còn không thể sử dụng gọi là văn học vào đây được. Chứ còn nếu có sử văn học thì cũng chỉ là té cất vào thơ thôi. Địt mẹ ô mày. Xã hội bây giờ người ta dùng cái ý thức để mà nó có thể là có thể nói chuyện được với nhau, hay là dùng cái ý thức để mà có thể là truyền đạt cái tâm tư nguyện vọng thông tin cho nhau. Mọi cái con người nó cái phần người nó phải là nấn áp cái phần con của nó, phải là miễn là nó thích. Nó thích thì nó bây giờ bà nội nó già rồi, nó thích nó địt bà nội, nó cũng phải đè bà nội ra nó địt được à? Địt cái con mẹ à, đấy là phần con mà. Đấy là cái thích là được à? Ừ. Nó thích là được. Địt con mẹ à, mà cỡ sao bố mình không là ông tướng. Dạ. Cỡ sao bố mình lại chỉ là một bác nông dân. Thích là được. Đấy, lại gọi.
thông tin. Thôi, mẹ A mày. Nát VKL đầu gấu. Thì mẹ A rõ ràng nó điện như thế này. Khẩu nghiệp ít thôi Tiến ơi. Ok, cảm ơn bạn Văn Trường đã nhắc nhở mình khẩu nghiệp ít thôi. Thế nhưng theo bạn là tự dưng mình khẩu nghiệp, mình lên live stream xuất hiện live stream cái là mình khẩu nghiệp ngay, mình chỉ bới ngay. Theo bạn là như vậy. Đấy là bạn đang sử dụng cái hệ quy chiếu của bạn, cái năng kính của bạn, cái nhận thức của bạn để áp đặt vào tôi. Tôi khác, tôi lịch sự đàng hoàng ngay từ phút đầu. Và có những cái được gọi khẩu nghiệp bởi vì có những cái như bạn nhé. Bạn Văn Trường nhé. Nên là bạn khuyên ai đấy thì bạn phải biết được đầu đuôi câu chuyện. Bạn muốn giúp ai đấy gỡ một vấn đề nào ấy thì bạn phải hiểu được nút thắt nó nằm ở đâu. Chứ đi cái con mẹ mà nhảy vào cái tao đang chửi cái thằng lúc vừa là nó chửi tao. Thì mày nhảy vào cái mà chỉ nhìn thấy là tao đang chửi nó thì mày khẩu nghiệp ít thôi Tiến à. Cái đít cái thằng bà nhưng mày biết cái gì mà chửi chết cũ đi. Ok Lê Đình Tú một fan cứng. Tiêu biểu đại diện cho tầng lớp đít mẹ ảo nghiện nhưng không ngại. Đấy, đây gặp thành phần như thế này đấy. Đại diện cho tầng lớp đít mẹ ảo nghiện nhưng không ngại. Bố ơi, con hỏi bố 0934984881. Nếu bố cảm thấy rằng cuộc sống là nó gò bó quá, cái đi. Em xin lỗi anh, xin lỗi em chính thức xin lỗi đã là anh 881. Giờ em mới biết là bác đang công tác làm việc tại gọi là tâm thần trung ương 2 rồi. Cương vị mẹ mày bệnh nhân luôn. Sao lại vẫn trong bệnh viện vẫn tuần được điện thoại cho bệnh nhân dùng như thế nào nhỉ? À khả năng là cái thằng đại lý châu vàng ấy. Ông nào có cái số của thằng đại lý châu vàng thì thằng đấy là khả năng là nó tung cô đe. Các ông chia sẻ đến 3.000 người gái kèm theo số thằng đại lý châu vàng. Tôi sử dụng hết cái nguồn vốn văn chương của tôi, sử dụng hết các cái văn vở trao trở ra mặt của tôi xin cho công mỗi ông một cái code 50 đi bà là nó phép. Mày vẫn gọi điện làm gì nữa ở 881 này. Cháu chia sẻ mới phát rồi à? Cái phân teo để làm gì không? Một bộ bài nó có 52 cây và có hai cái phân teo. Nó có bốn chất bích cơ thép rô đại diện cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Và bích cơ thép rô nó là gì? Nó có hai cái vấn đề là một là mặt trời, hai là mặt trăng. Đỏ là mặt trời, đen là mặt trăng. Gia Huy ở rách cái gì ở Gia Huy? Nó đường nó cũng đại diện cho hai cái xu thế của một con người, lúc vui và lúc buồn nhá. CaC3 cộng H2SiC4 ra gì anh?
CaS4 CO2 và nước. Đấy là phản ứng soda cũng là axit sulfuric giải phóng khí CO2. Ví dụ như là cùng là một cây đen này, nó là cây buồn. Nó là cây thể hiện lúc buồn trong cờ bạc khi thua. Cái đỏ là lúc vui trong cờ bạc. Hai cái phân tẹo cũng thế. Đây. Người ta sử dụng cái phân tẹo để làm gì? Ví dụ như này nhá, khi bạn nhá bài xong này. Từ 1 cho đến K là nó thể hiện là khi bạn nhá bài xong thì nó phi như này nhá. Phi phát kiểu như này để nó cắt bài. Đấy. Phi phát vào đâu thì nó cắt bài đấy. Để làm gì? Để bắt đầu từ phần này nhấc lên trên. Nhá. Đấy, cắt bài này. Và lúc này là cái cây phân tẹo nằm dưới đít đây là để chống chi đít. Để chống chi đít. Không cho các bạn ra cái đít. Thì người ta có một cách là ra cây kế đít. Đấy, cái hai tép này như này. Đấy. Được chưa? Lách cây kế đít này. Đấy. Hoặc là cây kế trên này. Áo mua đâu thế Tiến? Áo này là một bạn ấy ở bên Mỹ bạn gửi về. Giỏi hóa thế thì phải đi sâu vào pha chế mai thúy. Ok, cảm ơn cái lời khuyên của bạn Mạnh Thắng nhá. Không ai là giỏi và không ai là rốt cả, bạn thấy không? Đừng đánh giá cái khả năng trèo cây của một con cá. Có thể là tôi giỏi về cầm bộ bài trên tay đây, nhưng mà có khi là nếu như để cho tôi một con dao và một củ đậu, tôi không thể làm ra một bó hoa được. Nhưng có những người ta làm được cái điều ấy. Chỉ một con dao với một quả dưa chuột thôi, người ta có thể tạo ra một cái tác phẩm. Đấy là một cái giỏi của người ta. Ai cũng có một cái giỏi riêng, bắt đầu mình có biết cái cách để mình phát huy cái giỏi của mình không thôi. Tôi thấy rằng là trong cái quốc hội sắp tới này, tôi trên cương vị là ý kiến của một công dân, thì tôi cũng đang có một cái nguyện vọng, cái tâm tư là mong rằng là nếu có thể thì chúng ta hãy lên nghiêm túc nhìn nhận vào vấn đề là cái bộ luật hình sự cần phải có những cái thay đổi. Các đối tượng làm hành nghề lừa đảo, các đối tượng có cái hành vi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bịp bợm, thì có ai chăng để có thể cấu thành được các đối tượng đấy, thì một phần đồng bọn giúp sức rất tích cực là chính là cái sự ngu dốt của bị hại. Thế đôi khi là gì, nếu như mà tòa chỉ tuyên án các đối tượng lừa đảo thì là đấy là chưa đúng, chưa đủ, mà tòa phải tuyên án cả các cái đối tượng là bị lừa đảo. Vì sao? Bởi vì là rõ ràng là gì, Việt Nam chúng ta đang là gọi là phổ cập hóa giáo dục, đúng không? Phổ cập đến gọi mức độ trung học phổ thông rồi, thế hà cớ làm sao có những kiến thức cơ bản như thế vậy mà vẫn bị lừa? Hà cớ làm sao có lòng tham nó lại còn nhiều như thế? Đúng ra là gì, ví dụ một thằng A mà lừa thằng B thì thằng A đi tù 5 năm thì thằng B phải đi có mẹ à mày ngồi tù học mất 10 năm để bao giờ thằng A nó bằng thằng B, nó trí thức nó bằng thằng A thôi, chứ không có cái chuyện nhỡ đâu cắt bài thì có cháo được không anh á. Cắt bài thì đây em, để cho em cắt thoải mái nhé. Nhưng người ta biết được cây nào vào cây nào chẳng hạn, cái chín du chẳng hạn này, đúng không? Rồi người chia này. Đấy, cái năm tép này, đúng không? Và người ta tìm cái 6 thôi. Ví dụ như cái 4 này người ta giữ lại được này, được không? Lấy cái 4 này giữ lại nhá, để lấy cái 3 ra này. Đấy, để lấy 8 điểm chẳng hạn, ví dụ vậy. Còn vì sao biết được cái bài này là cái bài nào thì nó nhiều động tác lắm, bấm này, rồi vuốt này, rồi này kia. Nói chung là mọi cái châu vàng này, rồi. 0949 à? Alo. Alo. Có cái gì em? Tiến. Tiến à? Tiến nó là bố mày, nhưng mà đêm hôm mày gọi nó làm gì?
Không, em gọi anh em mới thăm sức khỏe anh thôi. Đi, à, nó ban ngày sao mà không gọi, họ nhắn tin hỏi thăm nó. Bây giờ đêm hôm cứ gọi hỏi thăm nó làm béo gì. Tao là nhân viên của Tiến. Em thấy anh live stream mà. Thế mày thấy tao live stream, thế thì lấy thế Tiến nó đang live stream, thế là 2.000 người. Thế nó đang live stream, thì người ta muốn người điện một cuộc thì là nó nghe kiểu gì. Và nó mất live stream. Em ai đổ anh 0354543888. Đi, con mẹ à, dân trí nó thấp như thế này. Alo. Ai? Bảo ý thôi anh ạ. Em ơi, anh bảo này. Em, ừ, thế em bảo anh nói ít thôi thì em có thể nhắn tin hoặc là gì, sao em lại phải điện để can anh nói. Em có vẻ là rảnh quá nhỉ. Thằng ngồi cạnh em nghe nhiều quá em đâu. À, thằng ngồi cạnh anh nó nghe nhiều quá em đau đầu cái gì. Thế là con em mà chẳng may có hỏng thì em lại đổ lỗi cho thì mạng xã hội chứ không phải đổ lỗi cho bản thân mình à? Đổ cho anh. Đổ cho anh á? Thế là vợ mày có chửa là mày cũng đổ cho tao đúng không? Sao mày có thể làm mày như vậy được? Mày sống như vậy nó hơi bị gọi là trục mũ. Mày hiểu chưa? Tôi chào anh nha, tôi gọi trêu rồi, chào anh nha. Sao mày gọi trêu được nhỉ? Thế bây giờ đi nhà tao bằng tuổi anh mày, bằng tuổi cha chú mày, sao mày gọi trêu được cái nhỉ? Sao mày đổ lỗi cho tao, bây giờ vợ mày có chửa mày đổ lỗi tao à? Đi thằng mẹ à, mày tự tắt máy. Bố mày thể hiện. Đây là cái Facebook này là Facebook cá nhân của người ta đúng không? Người ta có quyền được phép là gì, người ta giao lưu kết bạn nói chuyện với bạn bè live stream, đấy là hình thức của kết nối yêu thương. Ông không thích thì thôi, ông này nói ít thôi. Anh em ơi. Alo anh Tiến ạ. Đúng rồi em ạ. Ồ, anh bảo anh Tiến không ạ? Ờ anh Tiến đây em ơi. Ôi, anh mình hôm nay sao ngủ muộn thế anh? Em ơi. Alo. Dạ. À, em đang nghe đây ạ. Em có tiền không? À, anh cho em hỏi lại cái mấy thằng bạn em nó cứ cãi là anh ngày trước anh có phải bên số đồ không anh? Từ bây giờ anh hỏi em là vì sao em lại điện cho anh đến giờ phút này, em còn điện cho anh là như nào? Này em quý anh à? Em quý, em quan tâm anh, em hỏi thăm anh nói gì? Vâng, em hỏi xong, còn anh em thấy là sức em hỏi rồi. Thế em à, rồi, ok em. Thế nhà nhá, thế thì em nên điện về cho bố. Bố em là 1 này, mẹ em là 2 này, bà nội, bà ngoại là 3, là 4 này. Để mà mình hỏi thăm xem là dạo này có khỏe không? Dạ. Đã ngủ hay chưa? Dạ. Nhá. Dạ, ok anh. Ờ, chứ đừng, anh chỉ là một thằng nghiện, là một thằng cha vơ chú váo ở ngoài xã hội thôi. Đi mẹ em động rồi, mày có tiền không? Cho nó vay 500.000 nữa. Mày có tiền không? Anh đến anh đọc thức này khỏi em đi. Hả? Em, anh đãi đồ em ấy. Đọc số tài khoản này. Vâng, anh đọc số tài khoản cho em luôn. Mày nhưng mua... từ em hỏi anh trước là lý do ngày trước sao anh ra quân đây. Cái gì? Lý do ngày trước sao, tại sao anh ra quân đây. Bây giờ như này này, một thằng nó đến vay tiền nhà em lại cứ hỏi nó. Thế là sao mà lại sống được đéo gì nhỉ? Sao chết mẹ đi nhỉ? Bây giờ anh đang cần vay tiền của mày cơ mà sao mày lại cứ đi hỏi cái vấn đề khác nhỉ? Em đi. Anh cho em hỏi trước rồi sao thì em mới được anh vay tiền em cũng được. À, vì sao anh lại ra quân nhỉ? Dạ vâng ạ. Nếu mà anh trả lời xong thì là em thọ thêm được bao nhiêu năm hay là em có béo thêm được nặng nào? Không thì em biết thêm anh, hiểu về anh hơn thôi. À, hiểu về em... con người anh, hiểu về con người anh thêm là để cho anh vay nhiều hơn hay là ít đi thì hay nhỉ? Tại mình nói thế anh. Không? Chúng ta hãy sống với đúng hệ quy chiếu giữa người và người, phải tạo ra một cái giá trị thật, chúng ta phải tạo ra một cái mức độ của mối quan hệ. Nhưng em để anh á, em để anh trước là đang là một sĩ quan quân đội mà giờ về phải ra quân vậy. Sĩ quan quân đội thì làm sao? Mà ra quân thì làm sao? Nếu như là người, một người trong quân đội nhá, em nghe cho kỹ này. Nếu như là một sĩ quan trong quân đội mà là gì, không giúp sức được cho Tổ quốc, không giúp sức được cho quân đội, chỉ là một cái người đến hẹn lại nên lĩnh lương của quân đội thì lại là một cái chuyện, đấy là lại là gì, đấy là một quân nhân ăn bám cái đất nước này, em hiểu chưa? Còn để thể hiện lòng yêu nước, để thể hiện cái lòng nồng nàn yêu nước, hy sinh vì Tổ quốc, không thiếu gì cách, không nhất thiết phải là trong quân đội, em hiểu chưa?
Vâng. Việc cái việc mà mình xây dựng cái kinh tế, việc là mình giữ được cái an ninh trật tự ở địa phương, giữ được cái gia đình hòa thuận, đấy cũng là một hành động của một nghĩa cử của một hơn cả một sĩ quan chứ, đúng chưa? Vâng. Chứ làm sao mà mình lại cứ phải tôn thờ những cái nó gọi là giá trị của quân đội nhỉ? Quân đội là gì? Đấy là giá trị lịch sử, là gì? Những con người hy sinh bằng xương bằng thịt, bằng xương máu để mà giành lấy độc lập, lấy cái tự do cho chúng ta, thì đấy là chúng ta cần phải là tôn vinh. Vâng. Còn những người quân đội bây giờ thì em phải hiểu rằng là gì, mỗi một cái hoàn cảnh nó khác nhau, mỗi một cái thời điểm nó khác nhau thì con người ta cũng khác nhau. Một giây thôi nó đã thay đổi rồi. Lúc vừa nó xin 15 lít đúng không? Giờ có tiền nó vứt cho anh vay cái thẻ 200 cũng được. Anh vay anh để anh tài xỉu anh. Không thì mẹ, như đấy là xã hội về cuộc sống thì nó thay đổi theo từng giây mà mày không? Ví dụ anh nhá. Ví dụ như mày sang chỗ bà bác của nhá mày. Bác à, vâng. Đợt sắp tới là cháu là xây cái nhà, xây cái gian nhà, gian cửa chưa cho vợ chồng cháu với các cháu nó an tâm mà học hành mà sinh hoạt, thì bác xem nào, bác có tiền nó vất cho cháu mượn khoảng 50. Thì bà ôi giời ơi con ơi, mẹ cảnh 3 ngày 8 này tiền đâu rồi con, 30 thôi cũng được, thế cũng vất cho đào tạo 30 nhá. Đi mẹ mà chưa đầy một giây mà đã thay đổi từ 50 triệu xuống 30 triệu, có khi là giây nữa là mày xuống còn 10 triệu rồi. Mà nếu mà 2 giây sau là mày đã đi mẹ quay mặt với người ta rồi. Thứ ngô là tao. Nghe chưa? Đi thán mày có thích nú không? Nói chuyện tí nữa là mày nú đấy con ạ. Đi mẹ. Tổ sư mình. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, có không hiểu không? Mai hẹn đồ gấu ở Lạch Tray mời cốc sâm nhé. Ok. Anh Tiến người có học nói chuyện khác hẳn các anh hùng hảo hán khác. Bởi vì kịch bản nó khác. Nó tùy vai đấy, em hiểu không? Người có học ấy mà đem cái có học đấy để mà vào những cái nó gọi là mẹ mà làm lũng đoạn cái kinh tế thị trường, đem cái có học đấy để mà rồi là gì, ăn bòn ăn rút của người dân, của gọi là ăn sống trên xương máu của đồng bào, thì đấy không phải là những người quan có học đúng đắn, em hiểu chưa? Anh cũng là thằng gọi là có ăn có học, nhưng mà học thì ít mà ăn thì là nhiều đấy, là mù làm tính ăn mà. Thế nhưng mà về sau anh thấy hối hận thì anh mới tìm đến cái gọi là metafatin, tức là ăn ít lắm, ít ăn lắm, toàn phải cống hiến đấy chứ. Ít mẹ không ăn được đâu, khổ lắm. Ui giời, thằng này nó miết mải, nó nháy này, sợ nó chỉ đẹp. Ăn được đâu, khổ lắm. Hello. Alo. Chỉ mấy quán, những cái loại không nào mà đòi có ăn thì ăn đầu quảnh nha, ăn cơm thì cho nó dễ. Sao? Thôi này không làm, chỉ có ăn cơm thôi, nói thì nó dễ. Đấy, địt mẹ nó cứ thế vậy đấy. Ý đấy, là của cái thằng này nó bảo ấy, là bố huấn nó bảo là xã hội này không làm mà chỉ có ăn cứt thôi. Tức là đây là tao đại diện cho 2001 anh em nhé, tôi sẽ điện lại cho thằng này, tôi hỏi là thế ông của mày ấy, dạo này làm cái gì? Thế ông mày không làm gì, thế chắc là mày cũng lại cho ông mày ăn cứt thôi hử? Thế con của mày giờ nó đang địt mẹ mày có 3 tuổi thôi, nó làm cái gì? Thế bây giờ nó cũng không làm cái gì thì mày lại cho nó ăn cứt chứ hử? Chứ không được cho nó ăn cơm, nhớ chưa? Theo đúng lời của bố huấn mày nhá. Địt cái địt mẹ mẹ không làm mà lại cô ăn, chỉ có ăn cứt thôi. Đấy là gì? Đấy là thể hiện cái bọn vô học nhá. Có người ta phải nói là gì? Không có cống hiến mà đòi hưởng thụ thì địt mẹ mày chỉ có hưởng tù thôi. Mày vào cai nghiện cái kìa. Có làm gì đâu, chỉ có ăn xong mới nằm một chỗ cắt cơn, vẫn cứ có ăn như bình thường. Đúng không? Ngon là khác, chế độ bây giờ nó là 31.000 một ngày. Alo. Alo. Có phải tiếng không nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi. Em Linh ở bên dầu khí mà. Linh ở bên dầu khí cơ. Vâng. Anh Long bên petrol mấy cây. À, thế ạ? Rồi. Rồi, anh ơi, cái điều mẹ nó từ cái đợt mà nó sập cái hầm vàng ở Quảng Nam đấy, đâm ra là kinh tế nó cũng hơi xuống một tí em ạ. Chú vẫn có mấy cái giàn khoan đấy hả?
Vâng, em vẫn mấy cái giặt khoan đấy. Thế là dàn đợt này anh thấy bổ là đợt vừa rồi là sắm hai cái dàn bằng cây chuối hột đấy hả? Em dạo này làm ăn nó bị cấm lắm bổ, vợ anh chăm mấy tiền. Thôi em ạ, không cái gì bằng cái nghề truyền thống của mình em nhá. Cứ gọi là chắc tay chồng mà đi mẹ à mày lại là phải cong lưng giật, em hiểu không? Cứ trộm chó đi. Wow. Ừ. Đấy, đợt vừa rồi anh cũng nghe thấy hồi là chú định đi gọi là cái quả keo gọi là sắc tăng đấy hả? Ý là mức vốn đầu tư là chỉ là 30 năm củ là combo cả X-Size không biển lẫn đi mẹ à mày chồng xịn đúng không? Mới dây là dây tanh xe đạp xong bắt đầu là chồng ngon và lại có cả mẹ mày khuyến mại là một thằng cầm tài đấy hả? Đúng rồi đấy. Ừ, thôi không làm được thì địt mẹ cũng đi trộm chó đi thôi em ạ nha. Vâng, rồi anh đi ngủ sớm đi. Ừ, thôi cố gắng lượn vòng nữa, đi lượn vòng nữa đi nhá. Nằm làm gì? Nằm nắm nó ườn người đấy, em hiểu chưa? Đi lượn vòng nữa đi xem là có nhà nào nó tầm này là giờ chó đi đái đấy nhá. Ừ. Quan đi tuần là chó phải đi đái đi mẹ. Ô mày này còn em lính dầu khí đây, gớm thật đi chứ nị. Chỉ muốn làm, chịu khó, cần cù thì ngủ trên đông. Chỉ muốn làm thì thấy quán. Nhưng cái loại không làm mà phải quán thì ăn đầu quậy, nhá, ăn chút, cho nó dễ. Thế mày bảo ông nội mày ấy, bảo ông mày năm nay gần 80 tuổi đầu rồi đấy, không làm thì chỉ có ăn đầu người thôi nhá. Bảo bà nội mày vậy. Chặn nó lại. Động cái là nuôi con nuôi ông nội nên nào qua ok hậu Nguyễn. Nếu như ấy mà mình không sử dụng các biện pháp tiêu cực cho những cái hành vi tiêu cực thì không thể nào có thể ngăn chặn nó một cách tích cực được. Được chưa? Mày phải hiểu như thế này. Thế giới loài người đấy nó phải có vấn đề là nó phải có cái chiến tranh lạnh. Và tất cả các cái cuộc chiến tranh lạnh như bây giờ các quốc gia và các cường quốc ấy nó đều có sở hữu một cái lượng vũ khí hạt nhân mà để rồi là chỉ cần là một cái enter thôi. Khi mà cuộc chiến tranh lạnh nó bắt đầu nổ ra thì đấy là ngày tận thế. Đấy là ngày tận thế nhá. Và các quốc gia sẽ đều có sự hủy diệt lẫn nhau. Đấy mới là ngày tận thế. Ngày tận thế là do chính con người tạo ra chứ không phải do thiên nhiên. Thế thì để mà có thể là hủy diệt cái ngày tận thế đấy, tức là để có thể là tránh cái ngày tận thế đi, xảy ra bằng cách nào? Chỉ có tự giết nhau thôi, một phát thôi. Loài người, nhân loại ấy, nó có một cái quy tắc, một cái nguyên tắc chung của nhân loại là gì? Là khi bình yên thì thường quên những lời thề trong thông bão. Trừ khi cả nhân loại này có chung một kẻ thù nhá. Thì đấy là gì? Đấy là sự đoàn kết. Ví dụ như đại dịch HIV, cái biểu tượng là cái hai vòng tay xoắn vào nhau rồi cả thế giới này đoàn kết lại để chống lại cái đại dịch đấy. Lúc đấy chiến tranh lạnh không còn, nó không có sự ganh tị lẫn nhau nữa. Đấy là gì? Đấy là làm cái tiêu cực để tạo ra cái tích cực đấy.
Và anh cứ nghĩ như là đi mẹ mày đơn giản, lý thuyết đấy thì nó là lý thuyết đấy, nó là sĩ công lông thương, nó có đủ cái lý thuyết đấy, bây giờ nó khó lắm nhỉ. Nhá. Ngày trước khi mà cả đồng chí bộ đội, cả cái đồng chí là quấn quá cửa nhà đấy, thì nói thật là tối cũng như báo hô dân khảo, nó cũng không nghỉ gì cả, thì cũng dỡ cả cái cột nhà đấy, rồi nó cái mải nhà mình giá này để mà nó nảy gỗ để đưa cho các đồng chí, để mà các đồng chí có thể là làm đường, rồi là đợt cát nhà tôi này nuôi này để làm đường cho các đồng chí đi. Chứ con cái tinh thần đỏ đấy, nó là một cái mà không riêng gì tôi, mà tất cả dân làng đấy, nó đừng có đeo nam với cả. Đấy là trước khi, đấy là khi có chiến tranh, khi có kẻ thù. Còn giờ nhá, ít mẹ mày, bố mày không có nhiều một mét nào cả nhá, không có giải phóng cái kiểu đền bù này được nhá. Đền bù như này nó quá ít, đền bù như này nó đi mẹ không hợp lý, nghe chưa? Làm điều hay có cái chuyện là đền bù giá cả lại như này được không, nghe đấy. Khi bình yên đấy, khi mà hòa bình rồi đấy, nó ra đi mẹ làm tôi chả biết thực của thế nào cả, không có chấp nhận cái việc đền bù nữa, giá đất như vậy được, nghe chưa? Chiến tranh nhưng mà có thể là hiến đất, có thể là dỡ cột nhà, dỡ hoành nhà ra để mà làm đường cho xe chúng ta đi. Nhưng mà đi mấy bây giờ hòa bình rồi mà, về hè nhở, nát nó đến anh cho anh nan ra tí thôi nhở. Em khổ lắm, anh có xây đắp gì đâu mà cái tầng 2 thì anh đua ra một tí mà. Bây giờ đấy, bản chất nó là như vậy. Khi bình yên, người ta thường quên những lời thề trong dung mạo nhá. Ngày trước thì còn có là gì, là Nguyễn Văn Trỗi, là có là những con người gọi là lấy thân mình chèn pháo này, nấp nỗ châu mai này, các kiểu, không hiểu. Chứ con đi mẹ mày bây giờ nhá, nó còn hãy nhau vào chứ này, đi bố mày. Nếu mà nó không chết à, mình nó không chết thì mình chết. Xã hội bây giờ nó khác rồi, lòng người bây giờ này cái kia rồi, thấy chưa? Thế nên đừng thằng nào nói với tao rằng là gì, theo cái đạo thì nên cũng không tự. Nhá, có người ta là cần phải kỳ lầy cải tấm minh, tấm là dưỡng tình, tình là tú tấm. Đi mẹ mày toàn nói mõm hết đi, chứ còn bây giờ thằng nào mà nhìn thấy rơi một tờ 500 mà không nhặt. Nhá. Bây giờ như này, làm bài test rất đơn giản là đánh rơi một tờ 500 mà thằng nào không nhặt. Nghèo thì nghèo, tao cũng đưa cho nó một chuyến taxi vào mắt trung ương, vào về mắt trung ương. Chứ còn địt bố mày nó nhìn thấy thì không có thằng nào là không nhặt cả. Đâu rồi giờ cháu nhặt lên này, cháu sợ là xem là không biết, là người ta không biết thì người ta lại nhặt mất đấy chứ. Cháu nhặt lên là để cháu xem là ai là người rơi. Đấy thì mày lại bảo là người ta là văn vờ, nhặt đút vào túi, tham lam. Nhặt mà dơ lên của ai đây? Ngu dốt. Những cái vụ mà bị mẹ mà nhặt được tiền giả lại người rơi đấy nhá, thì đa phần là gì? Là bị mẹ mà nhiều thằng nhìn thấy rồi, không nuốt được trôi thôi, hiểu chưa? Chứ còn bị thằng bố mẹ mà gớm mà bây giờ mà bị mẹ, ví dụ như tao nhá, mà bây giờ nhặt được tầm khoảng 20.000 ở thì tất nhiên tao sẽ giả lại người ta rơi. Nhưng nhặt được 20 triệu nhá, còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Ai? Cái gì? Túi đen đen á? À không, cháu không thấy cái túi đen nào cả. Chắc rơi ở đâu chứ, cần làm gì có chuyện là rơi đấy. Cháu ngồi đây từ sớm không thấy đâu cả. Không có. Thè đi. Cứ khổ thật. Cháu bảo có là có, không là không, nhưng thè luôn. Làm gì có.
địt mẹ những cái vụ lên bảo tầm gương ngươi tụt việc tụt cố Nguyễn Thị A ngông quá là của nhắc Đức là kiểu túi màu đen trong đổ là của là hơn 200 triệu. Sau đổ là gì là cố Nguyễn Thị A đã phải đến cơ quan công an gần nhật để trình bảo. Sau đổ là bà Nguyễn Thị B là cũng có là đáng tin là mình bị rơi mật. Thì cái việc mà cứ cố Nguyễn Thị A đến cơ quan chức năng ấy mà mình trả lại cái của người rơi đấy thì sau điều tra ra biết là mẹ bọc tiền lên tiền giả không ạ? Tiền giả. Thế mà nó giao dịch chót lọt đấy. Những quả kèo mà mẹ mà nhặt được ví đấy mà giả lại người rơi đấy mà, thì cái giá trị của cái ví ấy nó là thấp thôi. Chứ trong ví mà địt bố mày nó có rơi vào tầm khoảng gọi là cái dây vàng thì khoảng 2 cây thì địt mẹ mày đèo mẹ nó chứ còn sẽ nhá. Anh nếu như mà anh gian đúng không thì anh làm sao anh phải giả lại ví mày làm cái gì? Lúc anh nhặt được là không có cái dây ở trong đây, anh nói thật sự mày luôn chứ cần đeo mẹ nó gian thì cầm mẹ ví tao ném đi, tao giả lại ví mày làm cái gì mày? Không có, anh không nhìn thấy cái dây ở nào ở đây cả nhá. Ra tiệm vàng check cam cái địt mẹ đã thấy mặt bạn ngồi trên cam chỗ trẻ nhàng giật buông. Mỗi cụ Peter nhặt được là trả thôi gì Peter nó biết thừa đấy, tiền giả đấy địt mẹ mày. Bố thằng bạn ấy nó đi tí mà giàu người là nên cơn nghiện đó không ạ? Cái gì? Ví con vợ em có 4 triệu thôi. Choáng toàn cò mồi thôi. Địt mẹ thằng lại Đức Anh này. Thôi bạn nào gọi thì là bạn nghe tôi tắt máy đi à? Bạn đừng gọi nữa. Tôi không nghe đâu đây. Đây này. Thằng 851 nó điện này. Cái địt mẹ tao nói mày nghe này, cái điện thoại này bố mày để dành cho cái việc là gia đình người thân của bố mày gọi, mày hiểu không? Còn mày tiếp tục như này là mày đang làm phiền và mày đang làm việc ác với con chó. Nếu chẳng may người nhà tao có việc gì mà gọi tao mà không được ấy thì là bởi vì nó do mày đấy. Mày sống với cái sự hối hận đi. Trời, nó bị ngáo, nó cứ bật cổ huấn lên. Xã hội là người nắm thằng đi mẹ mày. Đeo hiểu, mình đeo hiểu. Nó màn. Em có thằng chồng Hậu Nguyễn từ ngày xem livestream của anh suốt ngày bỏ nhà đi đánh tài xỉu. Địt mẹ nó khôn đấy. Đấy, con người đấy mới là con người đáng trân trọng. Nó bỏ nhà đi, nó đánh tài xỉu để lấy tiền về. Em ơi, em điện cái đầu buổi mà anh có nước bận thì em ngu rồi, em cứ điện tiếp để làm béo thì em không thấy là dơ. Anh tắt máy đây. Địt mẹ mày. Địt cái con mẹ thôi, người ta cái niêm sỉ nó lại xuống thấp thế nhỉ? Không bằng cái nạng thịt ba chỉ à. Cái nhân cách và cái niêm sỉ nó của những thằng nó thấp đấy nhỉ. Mày dùng điện thoại mà điện cho tao đã ấn mấy bận rồi, có nghĩa là tao địt thích nghe và tao đang bận rồi, thế vẫn cố tình mà điện. Tao không hiểu là địt mẹ mày, con người trong này là cái loại gì nữa. Mấy cái thằng đăng ký giáp với cả lục quân thì có thị trường nào bây giờ anh? Cái gì em? Bây giờ em sinh năm 2003, em học cho chuẩn bị thi chỉ thi trung học phổ thông quốc gia đây. Rồi. Anh cho em một cái ý kiến là có nên thi tăng ký giáp hay là lục quân này?
Thật lòng nhá. Dạ. Thật lòng nhá. Vâng. Em hỏi thật lòng, anh câu trả lời thật từ anh nhỉ? Vâng, em hỏi thật lòng em ạ. Trăng cái giáp này nổ quân đúng không? Vâng. Tại vì bây giờ là có một cô tổ hợp là nó là 25 với cả 24 thì là nên thi trường nào? Thi trường nào để sau này là cái tương lai của em nó như thế nào đúng không? Vâng, bởi vì em tao hỏi mày này. Mày đang hỏi anh thật gì? Vâng. Mày có thích nghe lời tư vấn thật lòng của anh không? Có. Thật lòng để mà anh có một cái lời tư vấn từ gan ruột của anh cho mày này nhá. Vâng. Mày đốt mẹ à mày xách đi cái đít mẹ à mày, cái tương lai của mày mà lại trao cho một thằng nghiện nó quyết định, cái đít mẹ à mày. Ông kia là một đúng ngạch rồi, đi mẹ à. Câu trước thì là chê bố mày nghiện, câu sau lại hỏi anh tư vấn giúp em cái ý trường nào. Đi thằng bố mày, sau này mà mày lên người thì mày cũng biết bố mày là ai. Khi độc lập rồi thì mày đã thắp nén nhang nén hương nào cho các cái anh hùng liệt sĩ chưa? Cả một cuộc đời 1.800 công đấy, tôi hỏi thật công này. Công đã bao giờ cúi mình khom lưng uốn gối trước một vong linh của một người liệt sĩ nào chưa? Của một người nào đã giành lại độc lập cho công chưa? Tự do cho công chưa? Tôi khẳng định rằng là gì? Cũng hiếm lắm, ít lắm nhá. Đấy, người ta cho công sự độc lập, cho công sự tự do, cho người ta bỏ một phần máu mủ cơ thể người ta cho đất nước này. Nhưng công đã biết ơn chưa? Chưa. Thế thì, nhưng ấy, nếu như ấy, mà chẳng may rằng ấy, mà người ta có làm xước chân ông, hoặc là người ta những cái người chết nằm xuống mà chẳng may mà có ảnh hưởng đến ông một tí thôi, ui địt mẹ à, ông nuôi ba đời bảy họ người ta ra ông chửi. Thế thì tao phải tư vấn cho mày là nếu mà mày được cuộc sống của mày tương lai mày ngon lành nhá, thì làm sao mà nhớ đến tao. Nhưng mà chỉ cần địt cái con mẹ à, cái thằng tiến bịp này, tôi nhớ mãi cái hùng đấy. Mới tôi hỏi nó là lên thi trường gì, đi cái con mẹ à, nó như người ta thì nó đéo tư vấn cho xong, nó lại bảo là mình lên thi trường này đây, bây giờ vào đây ngồi nghĩ được cay đắng đi con mẹ à, cuộc đời đúng một ngày đấy mà đi mẹ à, không phải là nó tư vấn thì một ngày mà nó ngậm mẹ ra mồm đi, có phải là đời mình đã khác rồi không, đúng không? Ừ. Đi mẹ à, mày mang ơn thì làm gì có ở xã hội này. Ăn quả nhớ kẹ, trồng cây, đi tăng mẹ à mày, cái dặn cây nó mát như thế, ở đường ở cái đường nó đẹp như thế, nhưng chưa thằng nào hỏi thì cái cây này là trước là ai trồng ấy nhỏ, đúng không? Thế nhưng mà chẳng may mà cái cây mà nó có cái cành nó rơi vào cái đít bố thằng nào trồng cái cây thì đít mất à mày, tự dưng mưa gió nó rơi hết vào xe bố mày. Đấy, khi mà được hưởng thụ thì không bao giờ người ta nhớ nguồn đâu, nhưng mà đít bố mày bị cái vấn đề gì cái thì nó nôi đúng không? Em là sinh viên năm nhất trường Hoàng Hải, sáng mai ra Nguyễn Bình đánh sâm với em không? Xin cái số em ạ. Anh đang ở Nguyễn Bình đây. Anh cách Nguyễn Bình tầm khoảng 1.5 km. Em ra Cầu Giò 2 đây. Vin. Nghiện nói ít thôi. Ok Hưng Thành nhé, địt mẹ à mày nghe ít thôi. Chính vì có những thằng như mày nghe bố mày phải nói. Ủa rồi đi trách cái thằng bịp làm gì? Sao không trách cái thằng bị bịp nhỉ? Đi mẹ am dân trí nó phải cao lên. Bố mày đầu tư được 3 nít làm được có túi 3 mà nói mất con mẹ am mày tụi 200 rồi này. Chưa được cái cô đen nào này. À là có kéo quay về, có kéo cô đen. Số tao hỏi tổng đài Viettel là cái gì nhỉ? Tao chặn một vài số thằng này vào.
quảng cáo game đi anh á. Nhiệm vụ của anh xong rồi, một ngày một live stream thôi. Tháng 22 triệu. Game nào nó phải uy tín thì mình quảng cáo, hiểu chưa? Alo. Alo. Nghe rồi. Ừ. Em có quả kèo 1m lên 5m được chia đôi. Thôi em chịu, anh tính sao? 1m lên 5m. Vâng, 1m lên 5m đấy á. Mấy cái Zalo của anh nhưng mà em sợ nó không uy tín nha anh. Được chia đôi. Thì em, anh chứ không phải em chưa chết cái đâu nhá. Được là chia đôi thì. Vâng, lên 5m thì chia đôi, còn lên bao nhiêu thì anh hưởng hết. Thôi em chịu. Nick của ai? Alo. Đánh nick của ai? Đánh nick của em. Nick của mày đánh xong thì tao biết mày là ai không? Alo. Alo. Vâng, đánh nick của em. Được lên 5m anh em mình chia đôi. Lúc em không chia thì anh có bú bùi được em không? Ồ. Anh lúc này tài khoản của anh mình để lại em một nửa. Hả? Anh chuyển về tài khoản anh một nửa và để lại em một nửa. Nick của em thì làm sao mà anh chuyển được? Ồ. Vậy anh đang dùng Zalo nào để em kết bạn nhỉ? Tí nghe mình nói chuyện. Nói chuyện để làm gì thì đích cuối cùng là đấy, câu chuyện nó vẫn là như vậy đúng không? Thì anh hỏi là thế bây giờ đánh bằng nick của ai, nick của anh thì em chuyển cho anh cái là anh mất người luôn đấy. Em hiểu không? Địt mẹ à. Chắc là định cài nhau của thế đấy. Anh ở cầu Giao 2 hả? Để nát em đong cho. Số tổng đài của Viettel là bao nhiêu không ạ? Ok Phạm Anh Thanh nhá. Em gọi cho anh mà anh chưa nghe mà em đã chán VN thì mẹ cuộc đời em thì nó cũng chả đi đâu đấy, em chả làm được cái lồn đấy đâu. Số Việt số điện thoại tổng đài là cái gì nhỉ? Viettel ấy. Có một thằng nó cứ điện cho mình trong lúc này mà chim đông, xong nó lại chỉ là bật cái cổ hộp của thằng khác lên. Đấy là hình thức gọi là câu live stream điều hướng. Giá trị thẻ nạp cho thuê bao trả trước trên toàn quốc. Chi tiết, mời quý khách bấm phím 119. Xin mời chọn tín 1 đăng ký gói data 4G siêu tốc độ. Tín 2 đăng ký các dịch vụ âm nhạc và sổ số. Tín 3 chương trình chăm sóc khách hàng Viettel cộng cộng. Tín 4 tra cứu cước thuê bao trả sau. Tín 5 gặp nhân viên chăm sóc khách hàng. Xin cảm ơn. Quý khách vui lòng giữ máy. Cuộc gọi của quý khách đang được chuyển đến nhân viên chăm sóc khách hàng. Em có bạn Ngọc Diệp nhận đánh bạc nhằm nâng cao chất khuyên nó làm sao đâu gặp anh. Lỗ ít thôi à? Ok anh Nguyễn Huy Hoàng nhá. Anh đố kỵ nhưng mà anh của em nổ ít thôi. Dạ, xin nhân viên, xin nghe ạ. À, em à? Dạ vâng ạ. Em biết anh rồi gì? Dạ. Em biết anh rồi gì đúng không? Tức là cái số anh đang, đang điện lên tổng đài, em nhìn thấy là khách hàng vàng rồi chứ. Số này anh, số anh đang gọi lên tổng đài hiện tại em thấy là đang là ở hạng tiềm năng ạ. Nợ cước à? À. Vâng ạ, số anh đang gọi là số 0967. Ê, đừng đi, mẹ thôi. Rồi, ok. Bây giờ như này.
Vâng. Anh đang bị một vài các cái đối tượng nó làm phiền. Lừa đảo là đen rồi ạ. Làm phiền, làm phiền. Vâng. Bởi vì là chỉ là bây giờ anh cần muốn chặn những cái bọn nào nó có cái dấu hiệu của việc làm phiền, quấy rối tình dục. Quấy rối tình dục của anh? Đúng rồi, qua điện thoại. Gọi điện nói với mình những cái gì vậy ạ? Bên này mấy cái số đấy gọi điện cho anh những cái thông tin gì vậy? Nó bậy bạ lắm em ạ, mà anh có muốn nghe đâu, nhưng mà nó cứ gọi. Rồi. Anh muốn là... Anh cung cấp cho em mấy cái số mà hay gọi làm phiền mình nhanh, để em chỉ cho bộ phận thông tin để xem là những cái số đấy có phải là những cái số mà hay quấy rối các khách hàng rồi... nếu mà bị nhiều thì chắc chắn những cái số đấy sẽ bị nhiều, rất là nhiều khách hàng phản ánh, thì để bộ thông tin có hình thức là chặn và cảnh cáo những số này phạt hành chính nhé. Những cái số mà hay là phiền của mình đi. Chặn và phạt hành chính à? Dạ vâng, bên cái là bên bộ thông tin bên em chưa có quyền là phải chặn rồi, những số này được, mà. Được. Hôm nay ấy, anh 7 năm rời rồi, anh dùng điện thoại, em hiểu không? Hôm nay anh mới gặp được quả kèo nhân viên nó lại có tâm như em, được. Anh hỏi em này. Đọc cho em mấy cái số đây đi. Dạ. Danh số em là bao nhiêu nhỉ? Vâng, em tên Đức Anh, danh số 2647 ạ. Ok, xin chào Đức Anh, danh số 2647 nhá. Vâng, em cảm ơn anh. Thì để cho nó có cái tính minh bạch trong cái quá trình là chúng ta nói chuyện, thì xin phép Đức Anh này. Danh số vâng. Đức Anh. Danh số 2647 đúng không? Dạ vâng ạ. 2647. Đức Anh công tác làm việc tại bộ phận là số khách hàng này được bao lâu rồi? Dạ vâng ạ, em thưa anh, hiện tại thì em làm được gần 3 năm ạ. Gần 3 năm, chính xác là nó rơi tầm khoảng gần 36 tháng đúng không? Dạ vâng ạ. 36 tháng. Là được hơn khoảng 2 năm rưỡi anh, hơn 2 năm rồi. Rồi ok. Một chút xíu. Vâng. Trước khi mà ngồi ở cái vị trí tổng đài viên như này thì là Đức Anh công tác ở bộ phận nào? Dạ vâng, trước đây thì em làm ở các công ty khác anh, trước đây em ra trường vào năm 2014. Và em đi làm đến nay ạ. 2014 trường làm đến nay thì có nghĩa là Đức Anh sinh năm 1991 đúng không? Vâng ạ, em 91-92 dạ vâng ạ. Ừ, rồi. Thế như này nhá. Dựa vào đâu mà Đức Anh có thể tư vấn cho khách hàng rằng là yêu cầu khách hàng cung cấp các số điện thoại nào làm phiền để mà có hình thức là chặn hay là Đức Anh cho biết là với cái thời gian là gần 3 năm công tác làm việc tại tập đoàn Viettel đúng không? Vâng ạ. Thì Đức Anh biết là cái số lượng cái thuê bao của Viettel bây giờ đạt con số là bao nhiêu không? À dạ vâng, thì theo những thông tin mà thống kê thì bọn em biết được là nó nôm na là thuê vào khoảng trên 70 triệu đến dưới 80 triệu thuê bao anh ạ. Từ 70 đến 80 triệu thuê bao. Vâng ạ, khoảng đấy ạ. Dân số Việt Nam là bao nhiêu ở Đức Anh? Dạ thưa anh, thì dân số Việt Nam thì em cái này thì thông tin xã hội, nhưng mà em có được nắm thì em nhớ là mang máng là trên 90 triệu dân ấy. 90 triệu dân. Dưới 100 triệu dân. Rồi ok. Trên nằm trong khoảng đấy. Cái tháp biểu đồ của dân số Việt là biểu đồ trẻ hay là già nhỉ? Em nhỉ? Em chưa biết anh ạ, cái này thông tin xã hội thì em không được. Ok. Tức này nhá, mình có phân ra là 3 phân khúc này. Độ tuổi bắt đầu sử dụng di động nó rơi vào khoảng từ 15 đến 55 đúng không? 60 đi. Vâng. Vâng. Thế thì anh muốn hỏi rằng là 70 đến 80 triệu thuê bao và tổng dân số có 90 triệu, trong khi đó là đối tượng sử dụng dân số Việt đang là dân số trẻ, thì nó rơi vào tầm khoảng 40 triệu thôi nhá. 40 triệu người mà đang lại gánh một con số là 70 đến 80 triệu thuê bao, thì đồng nghĩa việc là mỗi một người dân hiện nay là đang dùng 2 cái SIM Viettel. Vâng ạ, có thể bởi vì có anh số đang hiện tại anh là... anh đang đưa tất cả các cái dẫn số cái anh đang dẫn chứng các con số này để anh hỏi Đức Anh danh số 2647 một câu rằng có hay chăng cái việc mà Viettel vẫn đang nới lỏng quản lý hoặc làm ngơ cho các cái hành động sử dụng SIM rác, hay nói khác là thông tin chính chủ không chuẩn. À vâng, trường hợp này thì em cũng rất là cảm ơn anh về ghi thông tin này ạ. Đức Anh thì về đường này không phải là làm ngơ đâu anh, mà tức là nhiều cái SIM được kích hoạt sẵn đấy thì hiện tại là cứ dùng được khoảng 2-3 tháng là bên em và liên tiếp bộ thông tin đấy, những thông tin mà không chuẩn là đều chặn cắt anh, hết. Anh chặn cắt xin hết. Giới thiệu với em luôn là anh bên cổng bộ thông tin hóa và bên nói chung là theo cái thông tư 194 đấy thì bọn anh cũng phải công tác làm việc thôi, chứ cũng không có cái vấn đề gì cá nhân ở đây cả nhá. Đức Anh thông cảm cho anh hỏi là cái thuật ngữ được gọi là SIM kích hoạt trước là như nào đấy Đức Anh nhỉ? Cái mấy cái SIM kích hoạt sẵn như là nhiều người, một số nhân viên địa bàn hoặc là mấy cái chủ cửa hàng mà bán SIM lẻ, họ cứ đăng ký chính chủ ở trên những cái SIM đấy, họ kích hoạt sẵn lên để dành khách hàng, những cái khách hàng ra mua mấy SIM rác được bán luôn.
Thế thì cho anh hỏi là cái việc mà gọi đấy là định nghĩa của SIM kích hoạt sẵn đúng không? Vâng, kiểu như vậy. Rồi, theo em rằng là cái một chứng minh thư thì có quyền được nhá, có quyền được đứng tên bao nhiêu cái số thuê bao của Viettel? Nhiều lắm anh. Nếu mà về thuê bao trả trước là khoảng 8-10 số, còn nếu mà trả sau thì là vô số ạ. Anh thấy mấy cái số mà doanh nghiệp ấy, đa số đứng tên của một doanh nghiệp không là rất là nhiều số. Rồi, anh. Nhưng mà trên okay. 3 số của thuê bao trả sau ấy là... Như này. Đức Anh cho anh hỏi cái rằng vâng, là... Vâng. Tất nhiên là cái quyền thì nó rõ ràng, nhưng mà về cái quyền thông tin cá nhân ấy thì một người có cần thiết phải sử dụng từng đấy số điện thoại không? Nhiều người họ dùng nhiều số lắm anh, bởi vì là hiện nay có nhiều cái ứng dụng trên mạng xã hội ấy, anh. Anh đang nói rằng là anh đang hỏi em rằng là cái SIM kích hoạt trước đấy nhá, thì có nghĩa là một người có chứng minh thư người ta có thể kích hoạt được bao nhiêu SIM? Nhiều lắm anh ạ. Nếu mà thuê bao trả trước thì như em cũng cung cấp anh là 10 số, còn trả sau là trên 3 số là bắt đầu ra cửa hàng cam kết. Thế thì cái bọn mà như em nói rằng ấy, cái vấn đề ấy, nó là gì? Cái bọn dùng SIM rác, SIM kích hoạt trước đúng không? Vâng. Thế thì anh hỏi rằng là theo đúng cái theo em là lỗi là do thằng chủ cửa hàng nó tham hay là do Viettel buông lỏng quản lý? Tức là cái này thì em không có phủ nhận về vấn đề là buông lỏng quản lý của bên em, mà cái này thì bên em đang cố gắng siết chặt lại vấn đề này anh. Bắt đầu từ những khoảng tháng 11 thì bên em có kết hợp với Bộ Thông tin là bắt đầu rà soát lại toàn bộ và sẽ có hình thức là chặn cắt những cái số này. Và em bình tĩnh này. Em nên nói chi tiết và nó nhấn mạnh về cái phần được gọi là em không phủ nhận về vấn đề này, về thực trạng này. Chứ không phải là em nói một cách rất nhanh và nói một cách một cái âm rất là trầm rằng là nói chung là chúng tôi không phủ nhận về cái việc hiện trạng như này, nhưng thực ra thì chúng tôi hiện nay đang có rất nhiều các biện pháp nhằm kết hợp với các đơn vị chức năng, cơ quan ban ngành để giảm thiểu một cách tối đa các cái SIM rác như là SIM này SIM kia đúng không? Dạ vâng ạ. Đấy, đừng diễn đạt kiểu vậy nó quê. Bây giờ này, sao một cái user được đăng ký các cái số Viettel, tức là các cái cửa hàng viên đấy đúng không? Sao Viettel không có các cái biện pháp ngăn chặn ngay từ phút đầu bằng các cái được gọi là ràng buộc đi kèm? Bởi vì là thưa anh, là có một số cửa hàng họ là mấy cửa hàng đấy là chỉ là làm điểm bán của Viettel anh, chứ họ không phải là cửa hàng đại lý hay là... Thế thì cái được gọi là điểm bán đấy nhá, thì mình cần phải có cái ràng buộc với cái điểm bán đấy, chứ không phải là đặt cái lợi ích của doanh nghiệp lên hàng đầu, mà mình đặt cái giá trị chung của đất nước lên hàng đầu bằng cái việc là gì, mã số hóa các cái công dân. Chứ còn các cái đối tượng điểm bán chỉ được phép bán như thế nào, trong phạm vi như thế nào, và nếu như làm sai sẽ phải làm sao, được chưa? Vâng. Chứ không phải là áp đặt chỉ tiêu cho các điểm bán rằng là nếu như một tháng bán thấp nhất mà không được gọi là 50 thuê bao thì có nghĩa rằng là điểm bán này sẽ là bị hủy. Đấy là áp đặt chỉ tiêu, áp đặt cái lợi ích của cá nhân lên tổng đài, lên lợi ích của doanh nghiệp lên hàng đầu, em hiểu chưa? Vâng. Chứ còn bây giờ là anh đang hỏi là yêu cầu là chặn cho anh một vài số thì em lại đưa ngay quả kèo rằng là em có thể là gì, là trích ra số thuê bao đó và có biện pháp là phạt hành chính. Phạt ai hả em? Dạ anh ơi, vì cái này thì bên bộ phận phòng ban thông tin, bên bộ phận hỗ trợ quấy rối bên em ấy, bên bộ phận hỗ trợ quấy rối của Viettel sẽ hỗ trợ cho anh, và bên sẽ liên kết nhắn tin với bộ phận thông tin quốc gia anh ạ. Ừ. Là để kiểm tra xem những số này hiện tại đang hoạt động như thế nào, và quấy rối khách hàng nhiều thì bên em hỗ trợ phòng ban quấy rối của Viettel sẽ hỗ trợ khách hàng anh ạ, sẽ liên hệ trực tiếp đến những số này và để xác minh thông tin, sẽ kiểm tra rà soát bên cùng với bộ thông tin để cái việc là gì này, cái việc là vì cái lợi ích doanh nghiệp mà bên em đã buông lỏng quản lý ngay từ phút đầu, dẫn đến cái việc là loạn các cái số SIM chính chủ hay là không chính chủ, thì phút sau em lại đòi hỏi là em phải truy xét đối tượng, thì theo em có truy xét được không? Bây giờ một anh dạ, bây giờ nhà nhé, ở thông tin nhé, thì bây giờ anh đến một bất cứ một cái tiệm bán SIM nào, anh có thể mua được một cái SIM đúng không? Anh nạp vào một cái thẻ, sau đó là anh sử dụng một cuộc gọi, sau đó anh ném lên cái tàu Bắc Nam, thì như vậy là xong, được chưa? Thì làm sao mà em có thể truy quét được ai là người dùng cái số thuê bao đấy? Vậy nhưng những cái thì có bộ phận chức năng của bên bộ phận thông tin với lại bộ phận phòng hỗ trợ quấy rối anh, thì những cái số đấy thì nếu mà như vậy thì có trường hợp như vậy thì bị nhiều người phản ánh và sẽ bị chặn đi anh ạ. Chặn có nghĩa là cái số SIM đấy sẽ không được sử dụng nữa gì? Dạ vâng đúng rồi, sẽ chờ đến lúc hủy bên em thu hồi lại đấu nối lại một cái SIM đàng hoàng để cho khách hàng sử dụng à? Không để tồn tại những SIM rác như thế này ạ. Thế thì cái tiêu chí ở đây là bao nhiêu khách hàng tố là SIM đấy là SIM quấy rối thì sẽ thu hồi SIM đấy về kho số? Là sao nhỉ? Em vẫn chưa hiểu. Tức là có bao nhiêu cái thông tin nặc danh là
yêu cầu là thu hồi cái sim, một cái sim lại là do rằng sim là sim quấy rối, thì nó có bao nhiêu người người kêu và khiếu nại thì là nó sẽ thu hồi. Cái thì bên bộ phận hỗ trợ phòng ban quấy rối bộ thông tin sẽ làm việc với bên vấn đề này anh ạ. Cái thông tin này hiện tại là chưa có thông tin trên đài nên em chưa thể nào cung cấp thông tin chính xác cho anh được ạ. Tức là bây giờ nhé, có một thằng nó dùng cái sim là sim 5.9 đúng không? Vâng. Thế anh cũng bảo nó đang quấy rối và anh cho cả họ nhà anh bảo là nó đang quấy rối, thì bên em đơn phương thu hồi cái sim này ngại anh à? Không ạ, dạ không anh. Cái đấy bộ phận thông tin bên em sẽ liên kết bộ phận thông tin và nhờ bộ phận thông tin can thiệp kiểm tra xem có đúng như là anh và họ hàng của anh phản ánh không, tức là phải kiểm tra để bên bộ thông tin họ có quyền kiểm tra cái cuộc gọi đi cuộc gọi đến của số đấy. Thì bên bộ thông tin từ cho anh cho anh hỏi nhờ một chút là cái cuộc gọi anh đang liên lạc với em đây này thì nó có làm trong cái tiền công tác phí của anh nhỉ? Tức là nó có mất tiền không nhỉ? Dạ không anh, gọi lên tổng đài bên em hoàn toàn miễn phí ạ. Không, cái việc miễn phí hay không miễn phí nó không quan trọng, bởi vì ý anh đang muốn nói rằng ấy là nó có ảnh hưởng đến cái thời gian rồi là có mất cái phí của em không ấy, chứ còn của anh thì tiền bạc nó quan trọng gì đâu em. Vâng, thì không anh cứ trao đổi thông tin của gọi anh, bởi vì anh đang cần hỗ trợ vấn đề là quấy rối mà anh là nhiều rồi. Mấy cái số nó mấy ngày nay cứ vấn đề quan trọng rồi. Cứ liên hệ với anh mà nói chuyện nó không bậy bạ, nó không có rõ ràng, nó rồi. Không có nhu cầu mà cứ liên hệ đến anh và nó bậy bạ thì bên em phải hỗ trợ cho anh ạ. Ok, cái việc đấy là cái lương tâm, cái trách nhiệm, nghĩa vụ của một bên bên nhà mạng đúng không? Anh thì rất là cảm thấy rằng là gì? Là mình có một cái sự được gọi là đánh giá tích cực trong cái việc là khắc phục cái hậu quả cũng như là bên phía chăm sóc khách hàng từ bên phía nhà mạng Viettel. Thì qua đây thì anh cũng có gửi đến em cùng là toàn thể các những người anh em đang ở khu vực mấy nhỉ? Dạ vâng, em làm việc tại khu vực miền Nam anh ạ, thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, có đá đẩm gì không ạ? Đêm hôm nay em thức đến sáng à? Vâng, hôm nay em bị xếp lịch bình thường, em chỉ làm đến 12 giờ đêm thôi là em về, nhưng mà hôm nay do là thiếu người nên em phải ở lại em trực bù thêm để cho đủ quân anh ạ. Chắc cuốn quá sao ấy nhỉ? Chắc cuốn, mình cũng gọi là vì nước vì dân hợp, cuốn quá thế không vấn đề cả. Thế bây giờ anh hỏi em này nhá. Vâng. Hiện nay thì có rất nhiều các cái đơn vị nó có cái việc là có cái hành vi là cho thuê sim số đẹp. Được chưa? Vâng. Để nhằm mục đích là gì? Là vào các cái việc xấu phạm pháp. Thì anh đặt ra câu hỏi rằng là cái cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và sẽ trách nhiệm sẽ đặt lên đầu của người cho thuê sim hay là của người dùng sim hay là của nhà mạng? Dạ thưa anh, là thứ nhất là về vấn đề nếu mà bị cái đây, thưa anh là cái này nó nằm ngoài khả năng giải đáp của em rồi, nhưng mà theo em ấy rồi. Em phải là xin ý kiến anh một chút là về vấn đề này là theo em nghĩ ấy, chắc chắn đầu tiên nhà mạng sẽ đánh vào vấn đề là chủ thuê bao cho thuê sim, còn bên bộ thông tin chắc chắn thì họ sẽ xử phạt trên cái người chủ thuê bao đấy và cả nhà mạng luôn, chắc chắn bên chủ bên bộ thông tin Việt Nam sẽ xử phạt cả nhà mạng. Anh hỏi em rằng là cái việc bây giờ nhé, nếu như mà tôi dùng một cái sim đúng không? Mà tôi đi tôi mất rồi, tôi làm lại sim thì tôi chỉ cần cầm chứng minh thư ra làm lại hay là có cần khai báo gì không? Thưa anh là có chứ ạ, khi mà anh là sim thường nhưng mà thì chỉ cần anh là phải là thuê bao chính chủ đây là điều kiện bắt buộc và cung cấp rồi. Thêm 3-5 số thường xuyên liên lạc. Nếu như nếu như không cung cấp được 5-3 số thường xuyên liên lạc thì sao? Thì sẽ có những thông tin đi kèm, ví dụ như là mệnh giá thẻ cào anh hay nạp gần nhất, rồi tài khoản gốc lúc mất là khoảng bao nhiêu. Sẽ có như những thông tin đi kèm anh ạ. Thế được, nếu như mà không cung cấp được thông tin đi kèm thì sao? Cái trường hợp đấy thì bên nhân viên các anh chị cửa hàng sẽ linh động kiểm tra các thông tin khác anh. Tức là nó nằm ở cái chỗ là hai từ là linh động đúng không? Dạ vâng, tất nhiên rồi. Sẽ có theo quy định và tùy vào nhân viên sẽ phải linh động kiểm tra thêm ạ. Thế anh hỏi em rằng ví dụ này, nếu như anh đang thuê một cái sim đúng không? Vâng. Thế thì cái thằng nó cho anh thuê sim ấy, nó cũng đeo cần phải là địch mẹ biết lịch sử cuộc gọi của anh như nào, cái nó thu hồi được luôn là kiểu đéo gì nhỉ? Thì lúc mà anh mới thuê sim đấy thì cái người đấy mà ra cửa hàng người ta thu, bởi vì người ta đăng ký người ta là chính chủ anh và người ta cung cấp được trong vòng 90 ngày gần đây người ta hay gọi cho những số nào, nếu đúng thì bên em mới làm lại được. Nhưng mà riêng về cái trường hợp số như số của anh đang gọi tổng đài này, cái số này thì chắc chắn là không cung cấp 3 số thì bên em sẽ không làm lại sim, mà sim này của anh là sim số đẹp thì phải cung cấp từ khoảng 5-10 số. Thế bây giờ anh hỏi em nhanh nhé. Vâng. Đấy, cái thằng chủ sim này tên nó là khác, mà anh lại là thằng dùng. Em hiểu chưa? Vâng. Đấy, thì bây giờ như này này, thì anh muốn nói rằng là bây giờ là nó thế thì sao nó lại có thể thu hồi sim được ngay nhỉ? Nó phải cung cấp được 5 số thường xuyên liên lạc chứ, đúng không? Đúng rồi anh. Ví dụ anh mới thuê sim ấy thì chắc chắn họ làm được, nhưng nếu sau 90 ngày ấy, thì gần như người ta không làm được.
À, sau 90 ngày là chúng nó là phải là ối bố ơi là bố cho con xin cái năm số thường xuyên liên lạc để con lấy sim về gì? Đúng rồi. À, thế có nghĩa rằng là anh có thể là thế vậy thì trên cương vị là một người thuê như anh thì sim này vĩnh viễn là của anh luôn à? Không anh, không phải là của anh được ạ. Ơ, thế nó cũng không thể thu hồi sim về được đúng không? Vấn đề đấy thì lúc đấy khi mà người bên kia sẽ khởi kiện hoặc là sẽ đưa kiện với bên bộ phận nhà mạng Viettel thì bộ phận cấp cao sẽ có hình thức là xử lý. Thế nhưng bây giờ này nhá, anh sử dụng cái sim này 100 ngày rồi, được chưa? Vâng. Và anh không cung cấp cho nó năm số thường xuyên liên lạc. Mà bây giờ anh lại bị thu hồi sim về. Thì anh có kiện không? Anh không được kiện được anh bởi vì sim anh không chính chủ ạ, chỉ có người đang chính chủ người ta mới kiện được thôi. Nhưng mà anh có được kiện rằng là anh có được kiện và anh có cái lý do kiện đây là gì là có hay chăng cái việc là thằng chủ sim nó đã theo dõi cũng như là nó đã xâm nhập cái thông tin thiết bị điện tử cầm tay của anh một cách bất hợp pháp? Bởi vì làm sao? Bởi vì là may phải... Bên bộ phận cấp cao sẽ can thiệp anh. À, là cấp cao à? Xác minh. Rồi. Vâng, đúng rồi anh. Sẽ phải bên các bộ phận trước đây đã từng có một trường hợp xảy ra bên tranh chấp số này rồi. Thì cái này thì phải tất nhiên là phải xin chính chủ. Nhưng mà người chính chủ phải có những cái thông tin cần thiết và bên em sẽ có bộ phận xác minh để hỗ trợ. Bộ phận đấy là bộ phận chuyên về giải quyết về vấn đề khiếu nại này. Tức là anh là một đối tượng là ý là đây không phải sim của anh. Nhưng mà anh đã mất tiền thuê cho chúng nó là mất gọi là 1 năm rồi, em hiểu chưa? Vâng. Bây giờ anh muốn biến cái sim này là thành là của anh thì anh không thể biến được, nương tâm anh nó không cho phép, em hiểu chưa? Vâng. Vâng. Thế nhưng mà nếu như nó thu hồi về thì là anh cũng có quyền kiện nó bởi vì đi mạnh ai mới rõ ràng là mày không có năm số thường xuyên liên lạc, thế hà cớ sao mày lại thu hồi được sim về? Hóa ra là chúng mày đang theo dõi tao rồi, hay có chăng cái việc là các cái user của tổng đài đã truy quét, đã truy vào cái lịch sử của gọi đi gọi đến của anh vào cái My Viettel của anh để cung cấp cho các cái đối tượng là cho thuê sim số đẹp để mà chúng có thể làm lại được sim, như em gọi là sự linh động đấy. Chắc chắn là anh sẽ không ai được bởi vì khi anh thuê sim thì sẽ có hợp đồng rồi, anh sẽ thua người ta ở cái hợp đồng đấy. À, hợp đồng. Rồi, ok xong. Anh hỏi em tiếp này. Thế thì cái ngành nghề nào được gọi là ngành nghề cho thuê sim và hợp đồng đấy là hợp đồng ai công chứng thì em? Nó có pháp luật không, có cho phép cái hành vi cho thuê sim không? Pháp luật có cho phép không? Cái đó thì pháp luật cái đấy em không biết là đi cho phép hay không bởi vì cái này thì nằm ngoài khả năng của em, nhưng mà pháp luật có thể là cho phép về vấn đề thuê mướn có chữ ký này thì công an sẽ hỗ trợ, công an bên bộ phận công an sẽ giám định. Tức là bây giờ nhé, bây giờ là anh đang dùng cái sim chính chủ của anh, được chưa? Anh làm với hợp đồng với một thằng đang bị ung thư gần chết ở viện ca rồi là cho nó thuê sim, được chưa? Vâng. Thế thì tầm khoảng năm sau thì nó cũng chết mẹ rồi. Thế thì vậy thì cái toàn bộ cái hành vi phạm pháp hay là hành vi vi phạm pháp luật trên cái sim đấy là anh không chịu nhiệm à? Anh không cần phải chịu nhiệm đúng không? Anh ơi, cái vấn đề đấy thì em không, bên nhà mạng bên em không có cung cấp, không có hỗ trợ vấn đề này. Cái đó là bên pháp luật sẽ phải can thiệp. Lúc anh vi phạm pháp luật thì chắc chắn pháp luật sẽ can thiệp chứ nhà. Không, cái vấn đề như này. Cái sim này là đứng tên anh thật, em hiểu chưa? Nhưng mà anh lại như em nói là pháp luật là mình cho đi thuê rồi, đúng chưa? Thì chắc chắn họ sẽ đánh ở trên cái người là người cho thuê anh trước, bởi vì anh là người quản lý sim. Nhưng mà ví dụ như bên bộ công an họ có những cái thiết bị đặc biệt, họ nghe được những cuộc gọi của anh đang gọi đi đâu, không nghe được. Em ơi, anh đang nói ngay từ đầu rồi, anh xin phép nhắc lại với Đức Anh danh số 2647 ngay nhá, để đảm bảo cho cái tính minh bạch của cuộc nói chuyện thì anh yêu cầu là đã được ghi âm cuộc nói chuyện này rồi. Và yêu cầu em sử dụng lại cái thuật ngữ là cơ quan chức năng người ta có các biện pháp là nghe nén hay là ghi âm được các cuộc thoại của anh. Vấn đề đấy không có nhá. Em không có bằng chứng thì mình không được phép nói về vấn đề đấy. Em hiểu vấn đề chưa? Không, anh nói là họ có thiết bị đặc biệt anh để họ có thể kiểm tra được. Chứ còn bên em thì bên em không có rồi. Nhưng ý là nếu như bây giờ anh nói là bây giờ anh quy về vấn đề yêu tội phạm gì đấy thì chắc chắn là Bộ Công an sẽ phải làm việc rồi. Bên Công an sẽ phải làm việc vấn đề này rồi. Bộ Thông tin và Công an sẽ phải... phối hợp với đấy. Rồi, ok. Để kiểm tra. Tiếp theo này, đây anh này. Không làm, anh chỉ là người cho thuê. Ok, đây này, vấn đề nó nằm cốt lõi, anh cần hỏi cái này là cái gọi là cốt lõi nhất này. Anh cũng không chơi game, em hiểu chưa? Vâng. Thế nhưng mà chắc là cái thằng cu cháu nhà anh bên hàng xóm thì là nó hay chơi game. Xong bắt đầu là cứ đêm nó lại điện cho anh là để lấy cái được gọi là OTB cái gì game cờ bạc gì đấy. Em hiểu chưa? Thế thì có sự tiếp tay của nhà mạng trong cái việc là gì, là các cái đầu số để nhắn số OTP hay là không? Không có, cái này không phải gọi là tiếp tay được anh. Làm ngơ. Khách hàng có nhu cầu
Khách hàng có nhu cầu nhắn tin chơi game những dịch vụ đấy thì bên tổng đài game anh cung cấp số, bên anh đăng ký bên game thì các bên game gửi mã OTP về thôi ạ. Thế thì liệu rằng là Viettel có biết rằng các cái game này là các cái game cờ bạc không? Bên em không biết anh, những game cờ bạc thì đa số là những cái tổng đài cờ bạc, đa số bộ công an đã bắt đầu vào cuộc và chặn, bắt đầu từ cuối năm 2019 là chặn khá nhiều những cái trang cờ bạc, đá gà, bóng đá số, chặn khá nhiều web đen phim. Tức là tôi không hay và vẫn là một cái kịch bản là tôi không hay và tôi không biết đúng không? Không phải anh, không phải là không hay không biết, bên em phải như thế nào thì mới kết hợp với bộ công an để chặn những cái trang này chứ anh? Không, anh đang nói là không, anh không 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 phải nói là chặn cái trang, anh nói là các cái đầu số để gửi OTP đấy, em hiểu vấn đề chưa? Vâng. Nên là cái vấn đề đấy là biết rõ là gì, là cái đầu số này là mục đích là như này kia. Và cái một cái vấn đề tiếp theo nữa này là vấn đề này thì em cần phải chuyển các bộ phận phòng ban phía sau này. Vì sao có các đơn vị là đầu lậu thu mua cái thẻ nạp vào game bài và để chuyển thành điểm trong game bài, mà trong cái vụ án của Zigvip thì lại không có một đơn vị nào hoặc một đơn vị đối tác nào của Viettel phải đứng trước pháp luật về móng ngựa? Cung cấp nạp game, game đấy họ ấy cho anh, còn bên em mình cung cấp càng để khách hàng nạp vào số điện thoại anh ạ. Thế còn nếu mà nếu vậy là nạp đấy, nạp vào game thì làm sao? Đấy là bên game đấy họ đồng ý chấp nhận, với anh thấy những cái game đấy họ có là yêu cầu là thẻ cào là Mobi Việt Nam Vina đấy ạ. Họ chấp nhận những cái thẻ cào đấy, chứ còn bên em thì đâu bảo hành về vấn đề nạp vào game anh. Khi nạp vào game thì bên em gọi như là không liên can nữa, bên em chỉ bán thẻ cào để khách hàng nạp vào sim, còn khi khách hàng nạp vào game, bên game đấy họ chấp nhận thẻ cào Viettel hay không, đấy là bên game họ đồng ý. Anh thì anh chỉ nói với em này này, thực ra là nó là một, trên cương vị là một công dân thì anh mới đi bộ đội về, em hiểu chưa? Thì anh chỉ muốn là đóng góp ý kiến rằng, bởi vì là rất nhiều cái năm tháng ở những cái gọi là đêm dài ở trong đơn vị ấy, trực ca trực gác ấy, thì anh ủ của mưu, anh nghĩ rằng của kế rằng là có hai chăng là Viettel nên in ở cái phần là thẻ cào ấy là nghiêm cấm nạp vào game không, một cái câu gọi là khuyến, một cái câu gọi là mang tính chất là để gọi là cảnh báo được không nhầy? Dạ vâng, vấn đề này em sẽ xin ghi nhận lại. Đấy, em phải ghi nhận. Nhưng mà nhiều khách hàng họ có nhu cầu anh ạ, không thể ngăn cản khách hàng được, bởi vì bên game họ đã đồng ý chấp nhận thì không thể nào mà có lý do gì mà khách hàng lại không sử dụng. Mặc dù là nhiều cái game họ nuốt luôn cả thẻ cào luôn, nạp vào đôi khi bị mất cái thẻ cào đấy nhưng vẫn cứ mua thẻ cào để nạp vào. Nhưng mà thẻ cào em nó đi đâu vậy? Hỏi em. Cái game ấy, mấy cái người mà admin game anh, họ hack luôn thẻ cào ạ. Nhưng mà thẻ cào đấy rồi nó dùng vào cái việc gì? Nó chỉ là các mã số thì nó dùng vào việc gì? Họ lấy tiền cho số điện thoại của họ anh. Họ lấy họ lại lấy họ lại lấy cái thẻ cào đấy, họ lại nạp vào cái số điện thoại của họ đúng không? Vâng, đúng rồi anh. Họ không nạp tiền vào game cho mình, hoặc là anh thấy nhiều cái trường hợp như là nạp tiền vào game mà thấy chờ lâu thì có thể là nhiều khi họ game đấy là họ lấy tiền xong họ nạp vào số điện thoại của họ rồi, trong cái game của họ có tiền ấy, họ chuyển tiền trực tiếp từ game qua game luôn, họ lại được tiền ở trong cái tài khoản gốc của số điện thoại. Đấy. Nếu mà để lỗi một câu này chứ, thì suốt từ nãy giờ là tôi cũng có theo dõi cái cuộc nói chuyện của chỗ anh Đức Anh này, danh số 2647 đúng không? Và chỗ nhân viên của bên mình. Thì đầu tiên thì là tôi đánh giá cao cái năng lực làm việc cũng như là cái yếu tố tinh thần trách nhiệm của Đức Anh nhá. Và trong cái tháng tới, trong cái kỳ tới thì chắc chắn là sẽ có cái vấn đề là công văn yêu cầu sang gửi sang để mà khen thưởng ở chỗ Đức Anh. Thì xin cảm ơn Đức Anh. Và bây giờ như này nhé, thì như ban đầu của cuộc gọi thì Đức Anh có thể là vui lòng cho là chặn cuộc gọi của một số lạ vào một cái nào thì Đức Anh nhỉ? Chặn một số lạ đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng ạ. Em thưa anh thì cái này anh em thấy là anh có đang sử dụng dịch vụ là chống làm phiền đấy ạ. Còn nếu mà cái số đấy mà hay làm phiền anh quá ấy, anh nói là cái số đấy hay quấy rối về vấn đề là đời sống tình dục, cứ gọi đến và nói những câu bậy bạ ấy, anh có thể là cung cấp em xin em làm mong anh có thể cho em xin cái số đấy để em nhập chuyển bộ phận phòng ban hỗ trợ chống quấy rối của Viettel ạ. Cái vấn đề đấy thì là yêu cầu phòng ban chống quấy rối của Viettel sẽ gửi công văn sang bên mình sau. Nhưng mà vấn đề bây giờ mình cần là cái cú pháp để mà mình chặn được là như nào? Vâng, anh soạn, bởi vì em thấy anh đang sử dụng dịch vụ chống làm phiền thì làm phiền anh soạn cho em một tin nhắn là thêm, viết chữ thêm không dấu ạ. Rồi. Rồi anh khoảng cách ra rồi anh nhập cái số quấy rối đấy vào. Như này nhé, thì cái thao tác này là có thể là Đức Anh có thể thực hiện ngay trên cái user của mình đúng không nhỉ? Vâng, em rất xin lỗi anh nhiều về trường hợp này, thì hiện tại là em lại chưa thể nào tác động ở trên này được anh ạ. Thế nên là làm phiền giúp em là anh soạn tin nhắn giúp em một chút ạ. Ok, thế thì như này nhé, thế ví dụ như là tổng đài mà muốn chặn anh thì làm cái nào được không? Sao lại tổng đài lại muốn chặn anh là sao, ở bên em đâu thì nó chặn anh được ạ?
Bởi vì là như này, cũng có nhiều các đối tượng mà nó điện đến cho tổng đài với hình thức là để quấy rối chẳng hạn, thì tổng đài có biện pháp nào để chặn không? Vâng, thì cái đấy bên em là phải, tức là trước khi mà muốn chặn một cái số nào, muốn nhắn tin cảnh báo đến cái số nào đấy hoặc là liên hệ đến những cái số nào đấy, thì trước tiên bên em phải liên kết bộ thông tin này để kiểm tra xem là có nhiều trường hợp là phản ánh như vậy không và có đúng như okay, vậy không. Ok nhỉ, thì được rồi, thế nên mình đã có câu trả lời rồi. Thì như này thì rất là cảm ơn Đức Anh nhé, chúc Đức Anh có một buổi đêm ok nhé, tiếp tục lấy cái chai ở dưới gầm bàn lên. Dắt thằng này mà thằng bạn mình nó đi một tí về mà đâu thế nhỉ. Đi mẹ này đi tù nó quét nó sao. Thằng kia nó ở biết cái đầu ấy. Đã về chưa bạn? Thì tao vẫn cứ ở nhà mày đấy, chết rồi. Thế mày không về thì bố tao cũng dám đi bước chân ra khỏi nhà mày để đi về. Mai mày mất cái gì thì chết tao. Mày 3 tiếng cơ mà. Ừ. Thế bây giờ mới được có 2 tiếng rưỡi rồi. Thế để tao điện taxi nhá. Đâu? Ra đây đi. Thế tí về nay bạn ra đầu kia bạn có taxi ấy. Cái gì? Tuổi nông với tổng đại viên địt mẹ mày này, tổng đại viên thằng này rất khéo ở cái đoạn là nó những cái sai lầm những cái lỗi sai lầm rất lớn của đơn vị gọi là thông tin, nhưng mà nó nấp liếm được, em không phủ nhận đấy, rồi rằng thì là em không phủ nhận này, rồi là đẩy đưa cái trách nhiệm. Thế tao bảo mày chốt lại câu nhận, nếu mà tao là thằng đi thuê sim và đi cái mẹ mày, tao phạm bây giờ ví dụ như là bọn đại lý đi, tất cả đều là sim thuê. Thế bây giờ ví dụ đại lý đi tù thì là cái thằng cho thuê sim có phạm tội không? Yo mẹ à, rồi nè nhá, mày cứ thử đi thuê sim 1 năm xem, 100 ngày xem. Đi mẹ à, mày cứ mày không đóng tiền nhá, nó lấy sim về luôn thì làm sao, có chuyện nó phải xin phép mày mà cứ nói bố mày đang Anh Tiến, em hâm mộ anh quá, em bỏ học, em muốn đi theo anh dạy em đánh tài xỉu với. Cầm đít mẹ em cái học phí để mà anh dạy mày thì đất rộng không? Xe còn con nào không? Học viên Tăng Thiết Giáp. Chào anh ạ, ok chào Trung Thái nhá, anh em mình gọi là T600. Anh Tiến có qua trường lớp khoa nói nào không? Trước mình học khoa ăn tục. Chuyên ngành nói phép trường đời. Nương Xuân Quân mõm ít thôi, ok Nương Xuân Quân nhá. Thế mày không mõm thì mày làm mẹ mày đi, mày bàn phím ít thôi. Mày đâu bố mày đến này, mày lổ mẹ địa chỉ bố mày đến này. Đi cái con mẹ nếu không như mày bản lĩnh nhá, mày đến với bố mày đây. Mày nạp cho bố mày 100 thì con mẹ bố bật 3G lên, bố mày gửi vị trí cho mày luôn. Đâu đưa thẻ 100 ấy. Tổ sứ mày, mày mõm ít thôi, mày bình luận như kiểu bố láo. Ở đây toàn người lớn nhá, không có trẻ con mà. Đại ca dạy em vài chiêu bịp đi. Ít mẹ mày thành thục cho ngành bịp như thế rồi mà thế nào nữa. Mày bịp ông bà già mà như thế mày vẫn chưa chán à? Nếu tao là thằng đi bịp những thằng cờ bạc thì bởi vì sao? Bởi vì là gì? Bởi vì chúng nó đang bịp ông bà già nó thì tao mới bịp nó. Chứ còn nếu như nó không bịp ông bà già nó nhé, thì làm sao ta bịp nó được, đúng không? Nhạy. Cũng có lý đấy. Ít mẹ mới chỉ bởi vì là chúng mày đi bịp bố mẹ chúng mày thì là ta mới bịp chúng mày. Chứ còn nếu như mà chúng mày không bịp bố mẹ chúng mày thì làm sao ta bịp được mày. Mẹ mới học kỳ tới này là khả năng là con học thêm cái môn Anh ngữ và cái môn rèn luyện thể chất. Thì cái học phí là nó tăng lên 5 triệu thì có gì là bố mẹ thu xếp. Xong là đầu tuần tiện lên thăm hoặc là có thể là gửi vào tài khoản cho con. Tác phẩm Đê Thôn Vĩ Dạ của nhà thơ Hàn Mặc Tử được sáng tác trong hoàn cảnh nào ạ anh ơi? Đê Thôn Vĩ Dạ có thể nói rằng là trong các cái tập thơ của Hàn Mặc Tử thì Đê Thôn Vĩ Dạ là một trong các cái viên ngọc sáng nên giữa cái trong tất cả các cái tập thơ của Hàn Mặc Tử. Hàn Mặc Tử là một người con xứ Huệ và ông là bị mắc một căn bệnh nó gọi là bệnh phong hay nó gọi là bệnh hủi. Thì trong cái hoàn cảnh là sự cô đơn ở cái trại phong thì là Hàn Mặc Tử
đã thay bằng những cái lời oán than thì Hoàng Tử đã gửi gắm vào các cái phần thơ để thể hiện cái nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê nhà của mình thông qua cái tác phẩm Đây Thôn Vĩ Dạ. Mở bài như thế là chui nhá. Đây Thôn Vĩ Dạ. Vườn ai mướt quá xanh như ngọc mà lá trúc che ngang mặt chữ điền nè, đúng không? Một đường. Có tí vàng cũng mất đi mẹ à mày. Thôi cứ nghèo hèn với nhau đi cho nó gọi là vui vẻ. Chứ tôi thấy mấy hôm vừa rồi tôi có tí vàng cái đi mẹ à mày cũng đông người quá không ạ. Vàng lại đến và đi mà. Nhưng mà lúc về cái đoạn vừa rồi tao nói về Đưa Thương Với Dạ có đúng nhỉ? VKL văn luôn. Ơ đít mẹ. Kết bài là gì nào? Có tác phẩm Đưa Thương Với Dạ của cố nhà thơ Hàn Mặc Tử. Thì trên cơ sở là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Em rất băn khoăn, rất năn tăn và rất gọi là hoang mang trong cái việc là cứ nhân tài thì lại thường là chết sớm. Đơn cử như là đây là Hàn Mặc Tử này, rồi đơn cử như là Anh Tăng này, Oliver Tơn này, rồi là Đại Thi Hào, cái đầu bầy gì, Ia Cờ Huy Gô này. Nhưng mà những thằng tài nó thường chết sớm nhỉ? Tài thì thường sẽ chết sớm, nhưng mà chết sớm thì đéo phải là tài, đúng không? Đọc cả bài thơ đi anh á. Đi mẹ đọc thì được cái lồn đi, mày cứ thử vất cái con em một nít đi xong bố mày đọc luôn ý. Kể cả là chuyện Kiều nó, mày chỉ cần là mày đọc ra tao là số trang bao nhiêu tao đọc cho mày nội dung trang đấy, nếu mày cứ có cái con em một nít. Môn nào yếu nhất thế? Sử. Khi tốt nghiệp cấp 3 sử tao thì bố mày tín liệt 2 điểm. Ngày ngủ bằng tốt nghiệp thì có mẹ loại trung bình. Mà ngày cái sử nó dạy cái gì mình đéo hiểu. Học sinh ấy, không phải là tao không thích học sử, mà cái cách giáo dục về sử ở Việt Nam mình nó quá kém. Nhá. Cái cách giáo dục ở Việt Nam mình về sự nó kém, chứ không bất cứ một bất kể học sinh nào, bất kể một công dân nào ở Việt Nam cũng đều muốn tìm hiểu về lịch sử của nước nhà, nhưng cái cách truyền đạt môn sử trong gọi là hệ thống học các cái học viện mà nhà trường là quá kém. Thế sẽ tình. Tác phẩm Não Hạc của nhà văn Nam Cao sản xuất năm bao nhiêu anh? Đi, mẹ. Thế theo mày thì là năm bao nhiêu? Não Hạc của nhà văn Nam Cao ấy nhé, bản nháp của nó khi được Nam Cao viết ra thì nó lại không phải là cái năm mà được đưa lên cái tạp chí văn học Việt Nam. Hay dạ, cái năm mà được xuất bản nó khác, còn cái năm mà được người ta viết ra khác. Những người khốn khổ Victor Hugo là Bịp ơi làm Ninh donate đi, nhiều anh em ủng hộ lắm. Ưu địt mẹ mày được đồng nào ông ơi mà gớm. Tôi cũng các đoàn rồi, cũng donate, donel các kiểu rồi, nhưng mà mày không có đâu, địt mẹ mày. Có ông có một ông chốt donate cho mình 2 lít. Mà ngay trong đêm luôn, địt mẹ 4 rưỡi, ông ấy lại donate tiếp 10k ông bổ. À đâu, 5k ông bổ. Anh ơi, lúc vừa nó nổ thì em donate cho anh 2 lít. Giờ anh đốn nét lại cho em đúng 100 có được không? Mà mình có biết bùi đâu, đi cái con mẹ ở sau điện 16 gọi nhữ. Tao chịu nha, thôi thôi. Đi bố mày còn kéo đốn nét người ta vất vả lắm, đi mẹ à. Vào dịch VIP cho 20 mà chơi này tiến ơi. Đít mẹ mà tao thì là 20 tao chơi là chơi ngon rồi, chơi như thế là cũng anh chơi cũng chỉ là để giải cuốn mà. Thế nhưng mà mày phải cho được 2000 anh em ở đây mỗi thằng một cái, bởi vì tao đang là gì?
tao đang là vật liệu giải cuốn cho 2.000 thằng ở đây. Thế bây giờ tao mà đi ra tao quay hũ cái thì 2.000 thằng này nó bơ vơ à? Chả nhẽ nó đi trộm chó trộm mèo rồi nó lại nai thang chung vai, nó lại đi làm những việc vớ vẩn à? Đúng ra là gì, đúng ra như là gì, các cơ quan chức năng cần phải có những các biện pháp là gì, là tuyên dương, biểu dương những con người như tôi. Bởi vì sao? Bởi vô dụng một cái live stream của tôi như này có thể quy tụ được 2.000 con nghiện, không ham mê cờ bạc nữa, không trộm cắp nữa, không lừa đảo nữa, chỉ đây ngồi đây nghe tôi nói, nói phép. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là 2.000 tội ác nhờ có tôi mà không xảy ra. Ít con mẹ nó phải là như thế, đúng không nhỉ? Mẹ đúng là tao phải được ăn nương đi mẹ. Chú bao giờ bây giờ còn giải được mạch NC không chú? Vật lý lớp 11 à? Mạch NC là một tụ với à một trở với một tụ đi. Em hết con mẹ nó đổ rồi anh ơi, tiếp tục ngồi đấy. Nổ địa chỉ tao đổ đâu để tao nhờ lực lượng hỗ trợ nó điều đồ cho. Chứ mày ra ngoài bây giờ thì mẹ mày không đi cướp đồ chúng nó thì mày cũng lại đi lên quanh xem là mày lại thò vào đầu giường xem vợ mày có chăm nào để đầu giường không thì rách được lắm em ạ. Thầy nó dai mồm nhỉ, đi cướp mạch mà mày dai mồm mày điện 19 cuộc à đây chặn à, bây giờ này 0934 984 851. Lúc vừa thằng vừa rồi nó bảo là gửi đầu số bao nhiêu nhỉ? Hả? Em đeo tai nghe bật live stream của anh đi trộm chó đây mà. Ui thôi, thí chủ gọi là buông chồng thành Phật tại chỗ nhanh. Thí chủ vừa rồi nhá, yêu cầu thí chủ buông chồng thành Phật tại chỗ. Ai nuôi ta ra khỏi đây với đi cái con công thành, có cách nào để thoát khỏi đây không? Đi con mẹ à, nhưng mà phải nói là nhưng mà nói chuyện tao như này là đi mẹ đéo chịu đầu tư tiền cho tao mua cái quả điện thoại nó pin nó khỏe tí. Cơ ông nghe còn đỡ, tôi nói mà toát hết mồ hôi đi mẹ à mày. Người ta giảng bài một tiết 4-5 phút rồi chưa, đi con cụ ở đây mình giảng phát toàn 2 tiếng này mà trong đó là cái nghiệp vụ sư phạm đào tạo 6 tháng mà trong đó là gì, cái tiền độc hại có đâu, thanh quản này rồi đến bao giờ là sẽ lấy lại cái thanh quản đi ngày trước. Ở đây có người anh em nào đang ở Hải Phòng nhỉ, đang ở Thiên Nôi Hải Phòng nhỉ? Tôi đang ở Thiên Nôi đây. Chào mừng quý khách đã gọi điện đến dịch vụ cầm đồ Thành Long. Chúng tôi tự hào là đơn vị. Alo anh. Ờ, cái gì nhỉ? Ờ, mày đang đâu rồi? Em vẫn đang nghỉ. Đã gọi gái chưa? Chưa. Sao chưa gọi đi, mẹ tiết kiệm tiền đấy. Bao cả đêm. Không tiết kiệm đâu, em hỏi chủ quán rồi, chủ quán chưa gọi đi, bảo là đợi tí, có gì em lên bảo. Mật khẩu là em anh Tiến chứ đi mẹ à, mày cái mặt mày chứ vậy mà lại bổ chủ quán nó gọi thế này khác gì môi giới mại dâm mà. Không, như anh bảo gì, em bảo nó rồi, ký ấy, nó lên. Ừ? Bảo ký nó lên, tiết kiệm gì? Hòa tan Fe bằng HCN và sục khí CN2 đi qua hoặc cho cao H vào dung dịch để nâu ngoài không khí giải thích hiện tượng và viết phương trình khoa học. À. Khi nào
cần may áo giáp sắt nên Giang Phú Hoàng Đồng hỏi cụ sắt ba. Rồi, tức là sắt này, kim loại sắt này mà đứng trước thằng Hero ấy, thì nó là sắt 2. Thì hòa tan Fe vào HCN thì nó axit HCN nó là một axit trung bình chứ không phải là axit mạnh và cũng không phải là axit yếu, nó là axit trung bình thôi. Thì nó sẽ đẩy Fe lên sắt 2, tức là tạo ra cái dung dịch tạo ra hợp chất gọi FeCN2. Còn khi mà sục khí CN2 vào thì FeCN2 cộng với khí CN2 nó sẽ đẩy lên cái mức oxy hóa cao nhất là F3. Nó tạo ra là gì? Là hợp chất là nó sẽ tạo ra là Fe3+. Và Fe3+ mà khi mà đưa vào cái hoặc cho cao H vào dung dịch để lâu ngoài không khí thì nó sẽ tạo ra cái kết tủa màu đỏ lâu là FeOH 3 lần nhá. Đấy là các cái phương trình học xảy ra là có Fe cộng HCN bằng FeCN2 giải phóng hydro, Fe cộng với CN2 là FeCN3. Đấy. Và hợp chất đấy Fe2 và OH nó tạo ra là cái tủa xanh dương, và Fe3 và OH nó tạo ra cái tủa đỏ lâu. Lúc đầu đấy nó sẽ là có cái màu xanh và màu đỏ, nhưng sau để lâu không khí nó tạo ra màu đỏ, cái tủa đỏ lâu. Chắc là như vậy. Bởi vì là CN2 nó là một chất oxy hóa khá là mạnh. Tao cũng không nhớ lắm nhưng mà khả năng là như thế. Ông anh não nhiều sỏi bên ở đêm hôm vẫn nhạy gớm. Ơ đi cái phần mẹ à nâng. Vô nghiệm nhé. Hôm nào tôi với bạn ngồi đàm đạo tí nhỉ bạn ơi. Cứ cho tôi cái thẻ 100 thì mẹ à phải bảo tôi làm cái gì cũng được. Trong cái giờ phút này thì hãy cho bố mày một điểm tựa thôi. Bố mày có thể lần cả thế giới. Hay chưa? Đúng không? Tao chỉ cần cái thẻ 100 thôi. Toàn bốc phét cái địt mẹ à, mày có thể là cái tao nói nó không phải là chuẩn, nhưng những cái kiến thức cơ bản đấy thì nó là đúng đấy các bạn ạ. Anh bị bỏ bom hay sao hôm nay nói chuyện dai thế? Địt con mẹ tạo đéo hiểu. Không ba năm bảy đéo nhớ cái số thằng đệ mình là bao nhiêu nhỉ? Ra ngồi ra xã hội này thì có thể là tử vì đạo mới có thể đi vào dầu sôi nửa bỏng, gọi là rừng đao biệt bình kiếm. Em cũng sẵn lòng với anh mà địt mẹ tao chưa ngủ mày đang ngủ rồi. Thằng cơ đâu? Cơ rồi. Nó cũng ngủ rồi. Bây giờ nó gọi là cuốn quay ấy. Mày đưa tao cái quả kia là đưa tao cái số điện thoại nó là 0357 835 869 đúng không?
Này. Em nghe. Thế thì mẹ hôm nay đồ lấy ở chỗ thằng nào ấy? Phúc anh ạ. À? Sao cuốn thế nhỉ? Anh đi về. Tao định về rồi nhưng mà thằng lái taxi bây giờ nó cắm mẹ cả lúc dự phòng với tao rồi. Nó cắm lúc dự phòng á? Thế địt mẹ đồ nó như thế thì bây giờ. Thế xem hỏi nó còn tài khoản không vay nốt đi. Ủa địt mẹ tài khoản của vợ nó cũng hết rồi, giờ lại còn hỏi tài khoản của nó nữa thì. Mày anh mày ở Yên ấy, tao về. Vâng. Ừ. Mở cửa nhé, tao về Phú Hải ngủ. Địt bố mày. Thằng anh có nghiện thì cũng lại là do những thằng em nó địt mẹ đầu tư về mặt thời gian nghiên cứu chỗ đồ thằng nào nó thật sự uy tín. Địt mẹ thằng 8-1 này. Bộ ngon nhanh dài. Này. Hello. Bộ ngon nghe. Bộ ngon nhanh dài. Mẹ thằng 8-1 này. Đấy. Đồ lấy ở đâu đấy? Địt mẹ. Tao cũng đang phải tuyên dương cái thằng bán đồ này. Địt thằng bố về. Nếu mà tao cứ nhìn vào cái điện thoại tầm khoảng 1.5 tiếng như này là hơi bị hạ mắt đấy. Mà bây giờ tao livestream được bao lâu rồi nhỉ? Em ơi, dạ. Người ta bảo là giúp được một người còn hơn là xây gọi là tháp 7 tầng đúng không? Đúng rồi anh. Hoặc là bây giờ tao bắt taxi đi về chỗ mày, thì đồng nghĩa với cái việc là thằng lái taxi đấy sẽ là mất số tiền xăng đấy và tiền công đấy. Anh ở đâu em đón, anh ở đâu em đón. Đấy, đúng, mày không phải là đón vì tao, mày không phải tốt với tao, mà là mày tốt với thằng lái taxi tao định gọi, mày hiểu chưa? Cầu dòng 2, alo tao. Thì địt mẹ mày hãy nghĩ về cái cảnh người taxi đi. Khi mà nặng lỗi đêm hôm này. Rồi. Bao lâu? Nếu mà không có vật cản khoảng tầm 11 phút thôi. Mày có 15 phút để gọi là tiếp cận mục tiêu. Sau đó là alo liên lạc với tao. Tao cơ động theo hướng Tây Nam để ra gặp mày. Mật khẩu hỏi. Cái răng trả lời. Còn đâu? Cái thằng này nó nghĩ cho ông lái taxi thôi chứ còn bản thân tôi thì tôi cũng không có cái gì gọi là nó tốt đẹp gì mình đâu. Địt mẹ. Địt mẹ tao xem tiếng bịp 2 tiếng cút con mẹ nó rồi. Thật. Nó có tốt là tốt phải thằng lái taxi chứ tốt đẹp đeo gì với mình đâu mà. Đúng không? Nguyễn Công Cơ vào tiếp chỉ. Địt mẹ David Hoàng là tầm này ở nhà là bố mày đánh quả lọ rồi đấy. Địt con mẹ à mình. Vãi lờ nếu không có vật cản. Thế thôi, tốc độ di chuyển em đi chậm mà. Mình có dại quá nhỉ. Mình đưa cho nó 1 triệu chi tiêu trong ngày. Mà bây giờ nó lại địt mẹ tự dưng nó lại vội vàng, nó lại tốt mình như này thì không phải rồi. Tao đang nghi ngờ là nó đã tiêu chốt tiêu cái gì mất 5 lít. Và nó nhân tiện cơ hội là nó biến cái bị động, nó biến cái điều kiện xấu, nó biến cái việc là ra đoán mình nó là một cái thiên tai mà để trở thành là gì? Một cái điều kiện tốt cho nó bằng cách ôi anh ơi nó đùa chỉ vì vội phóng ra đón anh cái về sau là cơ động nó tít cái này em lại phải xuống đưa cho các đồng chí 5 lít thế mới được đi tiếp đấy anh ạ. Rất có thể địt mẹ à mày.
tôi cũng nghi ngờ lắm các bạn. Đầu khớp cho biết túi năm hiện tại giá thị trường rơi vào khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? 4 lít, em chào anh. Cứ thằng này không? Dạ. Cứ thằng này. Dạ vâng. Phải hút mạnh hết thuốc, lấy lồn thuốc mà hút nữa. Thì em đang nằm chờ thuốc về đây mà. À, thuốc đâu mà hút? Sao em nhìn bác quen đấy nhỉ? Hả? À, mày nhìn tao quen thì tao cho mày nhớ. Tu tội thì không phải rồi. Không, tu anh không liên quan mày. Nghiện ngập thì em anh cũng không đùa chơi chung rồi. Cờ bạc thì nhìn mặt bác không phải là người em từng bị rồi. Chắc uống rượu với nhau rồi. Uống rượu đó. Dạ. Uống rượu đó. Ở ngoài đường kia. Anh máy xe để cho thằng này nó nhớ của anh rồi đó. Không em uống rượu anh rồi. Mày uống rượu tao nhiều lần rồi. Vâng. Ở Thiên Nui này. Từ ngày chưa làm đường. Ừ. Đúng rồi. Nói tiếp đi. À, anh chỗ bên đối anh Hiếu đúng không anh? Hả? Anh ở chỗ bên anh Hiếu nhất là chỗ Vĩnh Nghiệm đúng không anh? Ừ. Em chỉ đang máng rồi, nó bao năm rồi bác cũng. Em chơi bởi như thế thì. Nhưng mà bác này. Hả? Bác anh đâu mà? Thằng em thấy hao vừa về hôm nay tao gặp nó. Đấy, thì em cũng vậy đấy. Nó về trước Tết anh ạ, nó còn thèm điện đâu. Anh tên là anh gì nhỉ? Em... Anh này tên là anh gì? Anh Phùng á? Phùng nhiều rồi, nhiều rồi. Đội cả đội anh Bách cũng biết xăng dầu đúng không nhỉ? Chuẩn luôn. Đúng rồi đấy. Thì em Bách. À, em Bách à? Thế thì đúng rồi. Thế rồi. Mẹ mày anh gặp mày đầu tiên này, mày cứ cầm cốc đập đầu với xã. Dạ. À, không uống rượu Quán Nam. Ừ, của Quán Nam đúng rồi. Thế là anh của bao năm rồi? Ờ, uống rồi phải. Tao cho mày nhớ. 9 năm. 9 năm. Bao nhiêu? 9 năm. Tầm đấy nha anh. Tầm đấy. 9 đến 10 năm. Nó phải 2012 hoặc 2011. Tầm đấy anh ạ. Hơn chục năm rồi. Hai nhỉ? Ờ, đúng rồi. Thế anh ta chưa lấy vợ rồi. Ừ, mà ta lấy vợ đầu năm 2012. Thời điểm đấy phải đường vẫn đang ở đường bờ. Đường bờ mương bóng thối đúng không? Vâng. Còn chân nhớ tôi quên mười mấy năm rồi, nhưng mà em vẫn có ấn tượng gì với bác. Mày sao mua thuốc lá nhỉ? Thuốc à? Bác mua thuốc tầm này. Tắt điện được không? Tắt điện này nó đang ra đón rồi nhá. Đấy, tí đưa cho nghe. Đâu, nó đang ra đón đây thì để nó ngồi dừng lại, nó mua báo thuốc lá. Cái trang web của mày là cái gì? Đá cảnh phong thủy.com. Đá cảnh phong thủy.com. Thì bây giờ nha, bây giờ mày vào cái admin ấy mà mày đấy, mày vào Zalo mày lấy tao cái Korea vào. Anh em vào cái trang web là đá cảnh phong thủy.com. Ở các bài viết, mỗi bài viết đều có một Korea 100k của game choáng. Bắt đầu cài vào, bắt đầu đưa vào nhá. Đá cảnh phong thủy.com. Ông nào cần 100 ông gõ tôi chữ đá cảnh phong thủy.com, bình luận đây ra cái đi. Đá cảnh phong thủy.com. 2000 thằng cũng phải 3000 đồng thì mỗi ông cho tôi chọc tôi phát thì chứ. Ông thò bàn tay ngọc, thọc bàn tay vàng, ông ấn vào cái quả đá cảnh phong thủy.com một phát thôi chứ. Ít mẹ nào không có một nít chứ có gì đâu mà. Trong đấy nó có rất nhiều bài viết. Mỗi bài viết ta sẽ cài đặt ở dưới chân của bài viết đấy là một cái Korea. Đây. Đấy. Ông nhìn nhá. Đá cảnh phong thủy.com. Đấy, nó lên trong này nhiều lắm. Ví dụ như là ông vào phần mục này này. Đấy, nó lại cũng sẽ có một cái phần là ở cuối bài viết này này. Đấy, một bài viết cực kỳ này. Là ở dưới chân này nó như bài viết đầu thôi nhá. Sâu quá anh em không tìm được. Là của Korea một nít đây. Đá cảnh phong thủy.com. Một thằng Phạm Quang Huy. Tiếp tục đi. À, cho đi tinh đồ hóa lại nhỉ.
cứ vào đấy đi, có con em một ít choáng nhá, game choáng, game khác tao chịu, bởi vì là nhà phát hành nó đưa ra cũng khá nhiều tiền để đá cảnh phong thủy chúng không địt mẹ gõ vào cái URL đấy thôi. Bây giờ đây là, đây này nhá, bây giờ tao tắt live stream đi, xong rồi để cho mày gõ nhá, xong rồi gõ đấy ở phần cái bài viết đấy, cứ viên đá nào đẹp nhất ấy, bình luận mình biết các kiểu vào. Nhá, cá lóc cá liếc này, các con vợ là ok đấy, rồi Nguyễn Ninh Ninh này, gõ vào đây, gõ vào URL đây, có hàng, địt mẹ đáng 1.900 nữa, thoát ra 200 luôn, thoát ra gõ rồi, nhanh lên.